Em chào các chị ạ. Các chị ngắm măng tô em đang mặc nhé. Vào đây để em còn biết em còn có mà đọc được comment của các chế. Đây rồi, xong rồi, xong rồi. Hỗ trợ em cái lúc chia sẻ livestream. Các mình ngắm dần đồ thả mặc đi. Ôi, nhìn thế này hơi vô bác. Rồi, cho nó gọn gàng cái nhà cửa cái. Bắt đầu ạ. Măng tô đẹp lắm đấy ạ. Thảo đang mặc size M. Thực tế thì sản phẩm này Thảo là người size S và Thảo đang mặc size M thì không có size của Thảo. Tuy nhiên thì chúng ta bù lại là chúng ta có đến tận 2XL. Cho nên là măng tô thì chị em mình cũng nên mặc thoáng ra, không nên mặc sát bởi vì chúng ta còn đùm đồ bên trong nữa, đúng không nào? Có đồ bên trong là ví dụ như là váy, ví dụ như là váy body hay là bất kể một cái váy, kể cả là váy xòe hay là nói chung là áo giữ nhiệt hay là nói chung là rất là nhiều đồ thời trang mà mặc bên trong, chúng ta chỉ cần khoác một cái măng tô bên ngoài. Cái măng tô thì cứ mang lại cái lợi thế là luôn luôn nhìn nó rất là sang và dễ mix đồ nhất, lúc nào nhìn nó cũng sang. Chúng ta có thể đeo giày gót nhỏ như nhà đang mặc, tí nữa em sẽ mặc thử vào cho các chị nhìn. Gót nhọn như thế này hoặc là có thể đeo bốt như Thảo đang đeo nhá các chị nhá. Xem thôi, có tiền đâu mà mua hiền chưa đi. Chị mua hàng mấy lần sao không được thế em? Chị ơi, này nếu mà nhà em mà không thấy gọi thì chế chủ động gọi cho em với, là nói thực sự là thiếu sót thì vẫn cứ xảy ra hàng ngày luôn. Em thấy cái tình trạng mà bị kiện như là chế nói thì cũng nhiều chứ không phải không, mà tình trạng đơn hàng nhà em vẫn còn thì nó vẫn cứ còn, cho nên nó bị sót. Có gì thì các chế đặt một lần không thấy nó nói chung là nó được không, bây giờ Facebook nó tương tác rất là mạnh á. Lô. Cho nên là em nhờ các chế là mình không nên comment ha, một lần comment cho em vài lần vào. Chị ơi, cần nhá. Đơn gì comment vài lần cho em để nó cái comment này nó ẩn thì nó còn cái comment khác. Hôm nay mình nhận được bộ vest rất đẹp, cảm ơn chị Nga Nguyễn. Váy canh có màu khác không ạ? Váy canh có màu khác em Giang Nguyễn nhá. Rồi các chế ngắm áo măng tô Thảo mặc đi. Đó là một cái cách mix đồ nhá. Măng tô này thì em có từ từ M cho đến 2XL. Tuy nhiên thì nó có rất ít ạ. Mẫu này nó chỉ có vào 55 chiếc tất cả, và có 5 năm chiếc tất cả. Đấy, đặt hàng vài lần không thấy gọi chốt đơn. Chị Nguyễn Nhung ở Nguyễn Dung. Trời ơi, đấy thì các chị ơi, các chị chủ động gọi hộ em với nhá. Chủ động gọi hộ em với, một lần này mình thấy đặt mà không thể gọi được hết một ngày. Hôm nay ví dụ tối nay nhà livestream mà hết ngày mai mà không thấy gọi đến mình thì mình chủ động mình gọi lại cho em với các số hotline trên tường ấy. Chị Nhàn càng ngày càng đẹp ra, cảm ơn em Hiền Cherry. Hôm nay chị nhận được 4 bộ, tất cả đều vừa. Chị nào đây? Em xem lại cái comment. Tất cả đều vừa, đẹp tuyệt vời em ơi. Cảm ơn chị Hồng Linh. Quần váy chị bận có size gì vậy? Phượng Trần ơi, chị đang tạm thời là cái quần váy chị đang mặc là không có size, không bán. Rồi, các chị ơi, các chị ngắm măng tô của Thảo đang mặc nhá. Em có hai mẫu đấy. Thảo đang mặc thì hơi dài rộng một chút, hơi rộng, chủ yếu là hơi rộng, chứ măng tô thì chúng ta mặc có thể dài nữa cơ. Rồi, chúng mình lên mã cho em là MT bao nhiêu để em xem nào. Có áo jean lê nữa không? Không nhạt em có, nhưng mà hôm nay em có nhưng mà dưới chỉ có sót ít thôi. MT 859 ạ. Giá niêm yết là 2260, 2.260.000. Và em sẽ có giá tốt cho các chị đây. Ví dụ em cũng có một mã nó gần giống MT cái này để xem nào. Cái của em là 958. Cái Thảo đang mặc là... Ôi trời, giống nhau thế. 958, 859, cứ chết chà nhau, cuộc sống nó giống thế. Ôi dồi,
rồi, các mình có phân biệt được đâu. Hai đứa nó khác nhau không, là có phân biệt được độ độ khác nhau của nó không? Gần giống nhau. Nó gần giống nhau nhá. Đúng, em đến gần này nó còn thấy giống ấy. Đó, một cái là đó, trời ơi chết rồi, giống quá. Con giữ vào cho nó có dáng. Rồi, giống lắm. Giờ sao đây? Chả khác gì nhau. Nhìn trong live chả khác gì nhau. Khác chứ. À, nó có khác thì đậm hơn tí. Trời ơi không có đậm hơn mà nó chỉ có là cái họa tiết kẻ nó khác nhau thôi. Chết rồi. Vỡ nợ vì mua đồ nhà chị Nhàn. À, lên nào vét đi shop. Vâng, ok, sẽ lên nào vét. Khác nhau mà. À, rồi, các chị ơi, lên mã cho em. Trời ơi, cái mã nó lại giống nhau quá. Thôi để em cho một cái mã khác nhá. Mã Thảo đang mặc đi. Mã Thảo đang mặc sẽ là MT 859. MT 859. Và cái mang tô của nhà đang mặc thì sẽ là em phải chủ động em đặt tên nó khác đi, không nó giống nhau quá trời đất, nó chỉ ngược chỗ nhau thôi. MT 955 đi. 955 đi. Cái nhà đang mặc sẽ gọi là 955 đây, giá định biết đây các mình này. Của La nhá, à của Ngân Fashion nhá. Rồi. 2.260.000. 2.260k và nhà phục vụ các chế mới là quan trọng là bao nhiêu nè. Bao nhiêu này, đúng không? Mã của Thảo mặc là MT 859 ạ. Mã của Nhàn là 955. Ok chưa? Em đặt khác đi đấy ạ. Em đặt tên khác nó đi đấy. Không, em nhìn vào mark thì hai mark nó chỉ ngược cái vị trí của nhau thôi. Có thể các chế cũng bị nhầm lẫn cho nên là em phải đặt khác hẳn. À, chú ý nhá. Mà mang tô Nhàn đang mặc và mang tô Thảo đang mặc đều là của Ngân Fashion. À, chúng ta sẽ có size M cho đến 2XL. MLXL và 2XL. Và cái nó có hơi khác nhau một chút họa tiết thôi. Chủ yếu mình tia cho em để cái họa tiết nào mà mình ưng ý hơn thì mình đặt cái đó. Tuy nhiên thì chất vải như nhau và cùng của một hãng sản xuất. Áo này đẹp, chất rất thích, năm ngoái em đấy rồi. Ờ rồi, cảm ơn em em nào đấy? Kim Thư. Cảm ơn em Kim Thư. À, tuy nhiên thì cái kiểu của năm ngoái thì nó khác với năm nay đúng không? Đúng không nào? Rất là đẹp nhá. Các mình nên đơn mã cho em là MT 859 của Thảo mặc. Nhàn mặc là MT 955. Rồi, Nhàn mặc là MT 955, Thảo mặc là MT 859. À, giá thì giống, niêm yết cũng giống nhau là 2.260.000. Và Nhàn cung cấp cho khách hàng của mình thì các chị không bao giờ phải lo gì về giá cả. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream có măng tô ngắn không? Chị Duyên Trương ơi, chị thì chị không có. Nói thực sự là nếu mà để ôm lô mà cái nhà nào mà họ xả toàn bộ ấy thì nó có trong lô hàng thì chị mới lấy. Đó là cái điều mà chia sẻ chân thành. Bởi vì cái măng tô ngắn ấy nó giống như là một cái áo vest ấy, thậm chí là nhìn nó lại không hợp mắt bằng cái áo vest. Cho nên là giá thành thì bao giờ nó cũng bị cao mà nó lại nhìn nó không ưng mắt bằng cái áo vest nên là chẳng bao giờ chị Nhàn nhập. Đó, nếu mà mình xác định săn măng tô ngắn ở nhà chị Nhàn thì cực hiếm, cực kỳ hiếm. À, rồi, lên mã cho em là MT 859. 859 và nhà đang mặc là 955. Kèm size từ M cho đến 2XL nhá các chị nhá. Từ M cho đến 2XL. Mỗi mã nó chỉ có 50 mấy chiếc thôi. Mỗi mã, mỗi màu này, mỗi mã này nó chỉ có 50 mấy chiếc thôi. Đó này là chúng mình nhanh tay thì chúng ta có đơn hàng, với chậm chân chậm tay là không có đơn hàng đâu. Mã là MT 955 cho mẫu nhà đang mặc. Và mẫu Thảo mặc thì là MT 859. Giá nhà cung cấp cho các chế là 485.000. 485.000. Chúng ta rẻ được một rẻ được đến 1.2 à 1.8. Không phải là rẻ được ấy đâu, mà chúng ta ví dụ chia đều ra thì chúng ta được rẻ được đến 3/4 3/4 giá thành. Rẻ hơn, rẻ khoảng 1.8 gì đó. Do mà so với giá lưu ước của sản phẩm nha. Rồi, lên mã MT 859 là mẫu Thảo mặc. Nhàn mặc là MT 955 ạ. Chúng mình nhanh tay nhá. Các chị ơi, chỉ số lượng rất ít thôi. Mỗi một mẫu chỉ có 50 chiếc thôi.
không có nhiều đâu ạ. Mỗi mẫu có 50 mà 253 chiếc. Từ size M đến size 2XL. M cho đến 2XL. Chỉ có 50 chiếc thôi. Cực kỳ chuẩn. Các chị nhá. Thì chia ra là mỗi một size nó chỉ có vài chiếc thôi đúng không ạ? Chú ý cho em nhá. Mà Thảo đang mặc là 859 và mã Nhàn đang mặc là 955. Đó. Không có nhiều. Nhanh tay thì mình có phần măng tô màu không em ơi. Em có đấy chị Thu Bông ơi. Thu Bông ơi em có. Nhưng mà hôm khác em sẽ like măng tô màu. Em nói thật sự là nó cứng dáng hơn cái măng tô này một chút xíu. Dáng của nó cứng hơn một chút xíu. Nó cũng là măng tô dạ nhưng mà chất nó bị dày. Chất nó bị dày cho nên là các cái ve cổ các thứ là em nhìn nó hơi bị cứng một chút xíu. Hôm nay em không like. Sẽ bữa khác em sẽ like cho chế. Hôm nay có váy nhung dài tay không? Có váy nhung dài tay bạn ơi. Mã cho em là MT 859 Thảo đang mặc. Nhà đang mặc thì là MT 955. Em qua mẫu thật nhanh. Thực ra là không có nhiều, có rất ít. Mỗi mẫu nó chỉ có hơn 50 chiếc thôi. Đây là ví dụ như là tận những cả ba máy thì nó lên đến 700 người thì em nghĩ là 50 mấy người thì nó chả đáng vào cái chấm nào của các chế cả. Nhanh tay nhá, không là lại không có phần đâu ạ. Nếu mà các chế ạ, chế nào mà thấy thường xuyên mình không được chốt hàng ấy thì các chế khả năng là cái comment của các chế hay bị nó bị ẩn comment nhá. Comment tại vì Facebook nó bóc tương tác chứ nhà em thì cũng rất là muốn mà phục vụ các chế nhưng mà nó ẩn comment thì mình khắc phục. Hoặc là các chị có thể comment không có mã của sản phẩm thì máy của em cũng không nhận đơn được các chị. Đấy. Thì các chế khắc phục bằng cách cho em là cố gắng comment đúng mã là một này, hai nữa là comment có số điện thoại kèm theo và ba nữa là comment đi comment lại cho em để nó tránh được cái tình trạng ẩn comment, nó ẩn được cái comment này nó sẽ không ẩn được comment khác. Cái thứ ba nữa là chia sẻ cho nhà em để mình tương tác với nhau tốt hơn nhá, nó không bị ẩn comment nhá các chị nhá. Cái tránh khi được cái tình trạng mà bị ẩn comment bằng cách là chúng ta thường xuyên vào livestream cái này rồi chúng ta comment cho em cái chữ GG. Đó là cái tình trạng để biết được mình có bị ẩn comment hay không. Cho nên là chú ý cho em là nếu mà mình mới vào livestream mà thì mình cứ đầu tiên là chấm cho Nhàn 2-3 chấm hay à bằng cái cách là comment cho Nhàn cái chữ GG coi như là chào nhau đi. Nhưng mà cái đó là để mình đỡ được cái tình trạng ẩn comment ấy. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream với nhá. Măng to MT 955 này Nhàn đang mặc và MT 859 là Thảo đang mặc. Em qua mã luôn nhá các mình nhá. Em cho Thảo qua mã khác. Bây giờ em sẽ xỏ vào cái Thảo đang mặc các chế cảm nhận nhá. Hai cái đứng cạnh nhau các chế sẽ thấy nó có sự khác biệt. Chất vải và tất cả đường kim mũ chỉ form dáng hàng chúng ta có. Nó sẽ độc quyền nhá các mình nhá. Các mình sẽ có độc quyền đấy, không có nữa đâu. Hàng này không có nữa đâu. Mã sẽ là MT 955 cái Nhàn đang cầm trên tay và cái Thảo đang mặc thì là MT 859. Biết là có phải size M không mà sao nhìn Thảo mặc rộng thế? Nhìn rất là rộng cơ. Con đi thử cho dì váy nhung luôn đi. Đỏ hay này. Chào chị Hồng Vũ ạ. Đỏ đi. Rồi, do là bạn ấy mặc rộng thôi. Để em mặc thì nó cũng vào dáng như các chế nhá. Các chế Thảo mặc là bị rộng. Các mình nên đơn mã cho Nhàn là MT 859 cái Nhàn đang mặc. MT 859 nó cực kỳ vào dáng, cực kỳ eo. Đây mẫu Nhàn đang mặc của Thảo là MT 859 ạ. Em mặc còn lại cái lúc nãy mà Nhàn mặc là MT 955 ạ. Đó, cái này thì chúng ta có thể quần short. Quần sóc thì mùa đông mà chúng ta là quần sóc da, sóc dạ, sóc nhung hay là một cái sóc chất gấm tất tai các thứ chúng ta đeo với tất bà đê. Đấy là với phong cách hiện tại bây giờ là các bạn hay mặc như thế đó. Thế còn nếu mà chỉ các chị lớn tuổi mà mình cảm thấy nó không phù hợp với phong cách già quần váy, quần sóc thì chúng ta có thể mix với cái gì cũng được bởi vì đó là măng tô. Măng tô này thì đúng là chúng ta là dễ mix nhất và lúc nào nhìn chúng ta cũng rất là lịch sự. Nhìn nó thư thái con người nó lịch sự ấy. Lên bộ vest đi, ok chị. Rồi ok, đợi em xíu, Thảo lên thôi. Nhàn sẽ rất là lười lên. Em hỗ trợ bạn ấy lên mẫu cho các chế nha. Và em sẽ tư vấn cho các chế. Đó, MT 859. Cái họa tiết này thì chúng ta biết rồi. Họa tiết này thì mọi năm Nhàn cũng đã có bán cho các chế rồi đó. Em có này.
Các chị đặt măng tô dứt tay để em lên mã khác cho các chị cho nhanh nhá. Mẫu lúc nãy Thảo mặc là MT859 và mẫu Nhàn mặc là MT955. Lên. Vâng, ok chị Nhẫn, Hoàng Thị Nhẫn. Em lên vét luôn nhá các chị nhá. Cho rồi, em xíu. Em qua một vài mã váy rồi mình sẽ lên vét luôn. Vét nhà em thì quá đỉnh rồi. Chị nào cho em nhận được cái bộ vest nhà em này cho em xin cái vip bách vậy ạ. Rồi các chị có thể com lên mã cho em là gì đây, em quên luôn mã rồi. Đợi em xíu. Đây ạ, Thảo mặc là một mẫu váy thiết kế nhung nha các chị nha. Tay dài. Đấy. Cái này trẻ lắm và tôn dáng lắm. Cái này rất là xinh đấy các chị ạ. Ống tay cũng rất là đẹp này. Màu đỏ này, chúng ta mùa này là đang mùa ăn cỗ đúng không ạ? Mình sắm ngay cho mình một chiếc váy đỏ này để mình đi ăn cỗ cho nó đẹp nhá các chị nhá. Rất là đẹp đấy các chị ạ. Cổ rất nổi bật, cổ vuông cực kỳ hot ạ. Bây giờ hãng thiết kế nào cũng tập trung làm cổ vuông ấy, em thấy hãng nào cũng có cổ vuông từ trẻ cho tới nhìn công nó sở. Nhìn nó không bị già mà nó nhìn nó trẻ trung, cái váy nó hợp trên. Các chị lên đơn mã cho em là D9119. 119 màu Thảo đang mặc là màu đỏ, em có màu đen nữa. Và bạn Thảo sẽ lên mẫu thật nhanh thôi. Các mình hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream nhá. Đó. Mã đầm này là D119 cho em ạ. MLXL nhá các mình nhá. D119 cho em, đen đỏ kèm size và kèm số điện thoại cho em. Chất nhung cực kỳ đẹp. Kiểu dáng may thì các chế tự cảm nhận, em thì em rất là ưng mẫu này. Đó. Lên mã cho em, nhìn nó rất là trẻ. Mã cho em là D119 đỏ và đen kèm size cho em. MLXL nhận phục vụ các chế là 215k. Em qua mẫu luôn. Các chị nhanh tay giúp em ạ. D119 nhá. Báo giá đi. Size thế nào? MLXL. Em đọc rồi mà, MLXL đủ size và em phục vụ các chế đủ size, màu đen màu đỏ đủ size là 12 nữa là giá nhận phục vụ các chế là có 215k. Mã cho em là D119 ạ. Ok chị Thuận Bồn. Để cho chị 955XL hôm trước hết hàng không được. Ok chị nhá. Áo chị Nhàn mặc mã gì, giá bao nhiêu vậy? Em Lương Lan ơi, áo chị đang mặc là măng tô của Ngân Fashion. Cái chị đang mặc là mã là MT859. Cái nhà đang mặc là 859 nhá. 859 và có size từ M cho đến 2XL. Các chế nào mà size 2X ấy thì chú ý cho em, bởi vì nó có 2X đấy, nhưng mà thường là nó chỉ sót một tí thôi. Hãng họ cũng không hay làm size lớn nhiều đâu. Cho nên là mình nhanh tay nhá. MT859 kèm size và kèm số điện thoại cho em. Nhà phục vụ là 485.000. Thay vì chúng ta phải mua tầm 620 ở nhà khác, em nói thật thì các chế mua đấy là mua online và có bạn ấy, bạn cũng ôm được những cái mã dạ như thế này, bạn bán 620.000 thì chúng ta mua nhẹ nhàng là chúng ta rẻ được tận những 200 mấy một cái áo dạ. Trong khi đó nữa lại là còn lại là trường hợp nữa là đâu có rẻ được trăm, đúng rồi. Thế hai nữa là quan trọng nữa là chúng ta đang ôm được đồ của hãng. Hàng rất là đẹp và chúng ta nó sẽ có hàng là dạng độc quyền. Nó tức là độc quyền. Không bị đụng hàng. Mã sẽ là MT859 cho em. Thảo mặc nốt cho chị màu đen ra nhá. D119 đen cho các em kèm size và kèm số điện thoại cho em nhá. Cực kỳ chảy. D119 của Thảo mặc là có hai màu ạ. Màu đỏ và màu đen nhá. Đang đủ size cho các chị MLXL. Mình nhanh tay ạ. Mình nhanh tay thì còn size còn màu của mình nhá. Đấy. Các chị comment giúp em cái mã đầm này là D119 cho em. Giá bán tặng cho các chị ngày hôm nay 215.000. Rồi 215.000 cho mã D119 chỉ có hai màu. Đỏ và đen. Màu đỏ nhung rất là thắm màu. Màu đen thì cực kỳ sang. Và cái cách phối của nó sẽ làm nên một cái váy mà trẻ, cực kỳ trẻ luôn. Mã đầm sẽ là D119 kèm size kèm màu cho em qua mã luôn nhá. Thảo sẽ mặc cho các chị bộ vest. Ok không ạ? Và có vest nhá, chị em tâm lô nhá. Em sẽ lên cả vest nam cho các chị luôn nhá. D119 cho em. Nhanh tay. Bộ vest nhá.
Các chị comment giúp em nhanh tay nhá, để em qua mã khác cho các chị nào. Măng tô nhàn mặc là MT859 nhá cho em nhá. Em đang bủ size cho các chị MLXL và 2XL. Giá bán tặng cho các chị MT859 và MT955 là 485.000 thôi ạ. 68 cân chị mặc cái đầm nhà em không vừa đâu ạ. Vậy Nhung là MD119 nhá, đen và đỏ kèm size và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ Thảo sẽ lên cho các chị bộ vest. Và tiện thể thì em cũng chuẩn bị lên luôn cho các chị. 485.000 nhá Yến Võ nhá. 485.000. Măng to cực kỳ đẹp. Cái này chúng ta sẽ không bị đủ hàng đâu, hàng tương đối độc quyền luôn ấy. Mã cho em là MT859. Em khoác cái kia đi để cho các chị vừa đấy. Không cứ lấy các chị vào xong các chị không biết. Rồi có sự khác biệt đấy ạ. Nó hơi khác biệt một chút về có cái kẻ màu nhé. Có hai màu nó hơi khác biệt nhau. Màu thì nó gần như là 1910. Nhưng cái kẻ nó phân biệt nó hơi khác hơn một xíu. Thế các chị phải để ý nhá. Mình cứ chụp cái màn hình vào. Nếu như mà cẩn thận thì các chị sau khi chốt đơn thì các chị chụp và gửi qua Zalo cho nhân viên nhà em khi chốt đơn. Mà em nghĩ rằng là nếu mà các chị cũng không cần kỹ thế. Em nghĩ rằng hai cái mẫu này nó hai cái nó giống nhau mà. Là nhiều nhau. Không phân biệt được nếu mà các chị không có hai cái để so, không cảm nhận được đâu. Nó đẹp lắm, chất vải nó rất là đẹp, đừng lo lắng gì. Nếu mà thôi theo em thì bác lấy cái mã nào cũng được, nhưng mà quan trọng là hết mã nào ta lấy mã kia, hai cái mã này khá giống nhau. Rồi đây để 485.000 mà mẫu áo khoác dạ nha chị Yến Võ nha. Giá liêm yết của sản phẩm là 2.260.000. Giá nhà giờ hai chiếc xem. Rồi tí nha em sẽ mặc lốt cái mã mẫu kia. Đầu like thì nha em đã mặc đủ rồi. Nhưng bây giờ các chị vào sau thì nha em sẽ khoác cái mẫu còn lại nhá cho các chị xem. Bộ vest Thảo đang lên nhá các chị ơi. Các chị nào mà muốn đặt bộ vest thì các chị nhanh tay nhá. Nhanh tay để comment cho em. Hôm em về đợt này nữa chắc là hết hàng đấy ạ. Hôm trước lên phát lại hết luôn. Đấy. Hôm nay thì chú ý là mình nhanh tay đi. Các chị nhìn Thảo mặc đi. Đó, nó mặc đơn giản, đơn điệu, không có gì. Nhưng mà cái này nó kèm theo một cái dây lơ như thế này. Cái tay nó phối cùng cái chất lụa này, lụa satin. Cùng chất lụa tay phối như thế nhá. Tay phối như thế nhá. Và chúng ta có được kèm tặng theo một cái dây lơ nó như thế này. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách mix đồ với cái sản phẩm này. Chỉ đơn giản là một cái dây lơ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ làm đẹp lên cái bộ vest của mình rất là nhiều. Cho nếu như các chị lớn tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể mặc trơn như thế này. Và nếu chúng ta đi đâu mà kèm theo cái túi xách tay thì chúng ta có thể sử dụng cái này và làm dây lơ cho cái túi xách, cho túi xách tay. Thế còn nếu mà các bạn mà trẻ trẻ một chút xíu thì chúng ta sẽ có một cái cách mix đồ nữa. Em thử nhá. Hôm trước em like rồi. Hôm nhưng nay mà em nhận hàng rồi, đẹp và vừa người. Cảm ơn em Trúc Lê nhá, cảm ơn em rất nhiều. Giá bán bao nhiêu ạ? Chị hỏi là cái gì ạ? Nếu như áo dạ mà nhàn mặc là 485.000 ạ. Các chị nhá, áo dạ nhàn mặc là 485.000. Và cái mẫu đầm mà Thảo mặc lúc nãy có màu đỏ và màu đen là D119, giá là 215.000. Các chị có thể thấy các chị Thảo thích mặc thì không các chị cứ đặt thôi. Riêng về giá nhà em rồi các chị cứ yên tâm tuyệt đối nhá. Giá thì không phải lo rồi, nhà em có một cái giá mà luôn luôn mang tính chất là phục vụ khách hàng yêu quý của mình. Luôn luôn rẻ toàn quốc các chị ạ. Rồi các chị nhìn Thảo mặc đi. Đó là một cái cách mix đồ cho thời trang bây giờ là tương đối trẻ. Thế còn nếu mà không thì chúng ta lại có thể thắt cái này giống như một cái cravat khi mà chúng ta kèm với cái áo trắng, áo cơ bản đấy, áo sơ mi truyền thống ấy. Thì chúng ta đó có thể đóng cúc cổ áo lại và chúng ta thắt y như một cái dây lơ hoặc một cái cravat nhá các chị nhá. Dây lơ hoặc cravat nhá. Đó, còn nếu mà chúng ta khi mà chúng ta mix với áo dây hay là áo giữ nhiệt, hay là chúng ta thích làm kiểu lơ như thế này, áo giữ nhiệt bó bên trong, thì chúng ta có thể làm một cái dây lơ như thế này lệch một chút xíu ở trên cổ áo. Thì mã này sẽ là BV106 cho em. Đó,
BV106 và giá nhàn phục vụ các chế chỉ có là 375.000 cả bộ thôi. Nghĩa là các chế ơi, các chế đang mua rẻ hơn ở bên ngoài được vài trăm nghìn bộ này. Chị nhận được vét rồi, đẹp lắm. À, em cảm ơn chị Nhâm Chu Thị ạ. Con đến gần cho mọi người hàng xem nhà cái chị nhàn vừa rẻ rồi. Lại vừa đẹp. Các cảm ơn đang... em Hoa Hồng nha. Các chế đang được rẻ hàng mấy, hàng vài trăm nghìn một bộ áo nhàn mặc ấy. Là có lên đến tận 2XL nhá, Ngọc Châu Phan nhá. Các chế nhá, rẻ được vài trăm nghìn bộ vest này. Em khẳng định ạ. Chúng ta đang rẻ được vài trăm nghìn bộ vest này. Các mình cố gắng nhanh tay. Đó, rất là chuẩn chỉ, phẳng đét từ trên xuống dưới. Mã sẽ là BV106. BV là bộ vest ạ. BV106 kèm size, kèm số điện thoại cho em. Em có 3 màu nhá, em sẽ cho Thảo thay màu luôn cho các sếp này. Nhanh tay nè, BV106 cho em. Màu đen, MLXL. Nhanh tay nhá, nhanh tay nhá. Có ít lắm các mình ạ. Em nói thực sự là em không dám đăng ở bên nhà Trần thời đang bên nhà Trần 1. Em chỉ đã đăng tạm ở bên nhà Trần 3 thôi. Có tách áo không? Hả? Không có không tách đâu ạ. Tách màu đen. Màu đen thì em cho các chị tách. Riêng màu đen các chị mua áo không cũng được, mua quần cũng được nhá. Còn các màu khác thì không được tách. Riêng màu đen thì em cho tách ạ. Nhưng mà khi chúng ta mua tách thì chúng sẽ đắt hơn rất là nhiều vào cái quần, các chị biết rồi. Quần đen nào mình gần như là ai chẳng phải có quần màu đen. 485.000 nha chị Ngọc Châu Phan nha. Tiếc gì người ta còn phải mua hai quần trên một cái áo mà xếp bộ vest là thường là như thế, bộ nam ấy, bộ nữ. Bao ta, giờ các chị mặc cả bộ vest nó sẽ sang hơn. Người ta còn phải sắm nào là chân váy này, quần này, cho một set đồ của nó là chân này, quần này và một cái áo vest cơ mà. Mình tách làm cái gì cho nó, bao giờ em bắn nẻ ra một trên một bộ, em bắn tách ra là em cũng sẽ bắn đắt hơn. Em bắn đắt hơn để em bù cho cái còn lại bị tồn ấy. Cho nên là mình không lên mua rời làm gì cả. Quần đen thì thường xuyên là mình phải mặc quần đen rồi. Mà các chị mix cả bộ như này nhìn nó sẽ sang hơn nhá các chị nhá. Sang hơn là mình mặc cộc lệch. Các chế hiểu không? Không có bộ phải chịu chứ. Có bộ chúng ta phải triển bộ ngay chứ. Lại sao lại đi là một đời tách làm cái gì. Rồi bây giờ em sẽ cho Thảo thay màu khác các chị ơi. Bộ Thảo mặc là BV106 cho em ạ. Giá là 375.000 một bộ. Cả một bộ luôn ạ. 375.000. Comment giúp em là BV nhá, viết tắt là bộ vest nhá. BV106 cho em ạ. Kèm màu và kèm size, kèm số điện thoại cho em nhá. Thảo vừa mặc cho các chị xem là màu đen và em còn có màu xanh này, màu xanh và màu vàng nữa. Màu vàng bò, màu vàng màu bò. Đen. Em đen thật nhanh thôi, các mình chú ý là cái hàng này nó về là gần như là lần nào cũng bị cháy. Và em đang với cái giá nhà đang bán là nhà đang độc quyền. Cho nên là các bản thân các chế đi mua bộ như thế này ở bên ngoài chúng ta phải mua. Em khẳng định ạ. Các sau chị này những các bộ... bạn like cùng của HG sau em thì giá các bạn xem của em, lệch của em, mùa đắt hơn của em 1-2-30 nghìn em không bàn. Nhưng cùng cái kiểu như thế này các chế đang phải mua đắt đến vài trăm nghìn chứ không phải là mua đắt mất một vài chục đâu, mà đắt vài trăm nghìn luôn, bởi vì giá xuất bôn của họ đã 560 rồi. Em cấp bôn cho các chế, em bán lẻ cho các chế có là 375 nghìn là các chế đang rẻ được gần 200 nghìn so với giá họ xuất bôn. Còn nếu như cái bộ mà vét hàng chợ thì không tính đến rồi. Wow, xuất buôn 560 mà em bán cho các chế có 375.000 thì nghĩa là các chế đang rẻ hơn so với giá xuất buôn nhá. Chưa nói là người ta nhập về cho người ta bán đắt lên. Là các chế đang rẻ được gần 200.000 một bộ vét so với giá xuất buôn của người ta. Cho nên là các chế đang cực kỳ, giá này là giá mà chẳng bao giờ có cả. Một bộ vét không phải là ít, không phải là ít. Nhanh tay nhá, bây giờ Thảo sẽ ra màu vàng bò cho các chế này. Thảo mặc đều hơi rộng các chị nhá, tất cả sản phẩm đều là M, cho nên là Thảo là người size S rồi, đang hơi rộng á, em sẽ kéo kẹp cái quần lại cho bạn ấy mặc cho nó tự tin một chút xíu. Khách của em thì chắc là cũng rất nhiều người nhận được cái bộ vest này rồi đấy, phản hồi rất là tốt về cái bộ vest này đấy, bác chất nào lượng mà... rất là tốt ạ. Bác là em nghĩ rằng là cái màu này là một cái màu rất là tôn da và trẻ. Ngoài cái màu đen ra, màu đen là màu để chúng ta phối với áo trắng nó phù hợp thôi. Phối với áo trắng phù hợp thôi. Còn ngoài cái màu đen ra thì cái màu này thì các chế nhìn rồi.
Hôm nọ nhàn mặc với áo trắng đâu cũng thế, khi mà chưa mặc vào người thì cảm giác giơ cái bộ vest đen thì nhìn thấy nó cũng rất là bình thường, nhưng mà mặc vào người mới thấy là cái bộ vest màu vàng bò này là cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Mã cho em nhé, nó gọi là vàng bò nhưng thực ra là nó tươi màu ấy, cho nên là nhìn nó tôn da lắm, cực kỳ tôn da. Mã sẽ là BV106 màu vàng bò, kèm size và kèm số điện thoại cho em M cho đến XL và chuẩn size, cực kỳ chuẩn size. Em như có thể nhận đơn cho các chế từ tầm 47kg nếu mà các chế thấp nhá, cho đến 62kg. Các mình nên lên đơn nhanh tay cho em mã là BV106 màu vàng bò kèm size cho em và kèm số điện thoại. Thảo của mặc luôn cho các chế màu khác. Ông cứ đứng đấy áo dạ, áo khoác dạ nhàn mặc là MT859 cho em, giá là 485.000 ạ. Nó là măng tô dạ đấy ạ. Mẫu em Thảo cao lặng vậy bao nhiêu shop Thảo cao 1m6 nha. Thảo cao 1m6 và Thảo có 50 cân. Thảo đang bị rộng nhá các chế nhá, Thảo đang bị rộng đấy. Nếu mà đúng size của tờ da thì mặc lên sẽ size rất S là thôi đẹp. Thảo là người size S và bây giờ Thảo đang phải thở sỏ size, đang thử chị và mặc size M nhá. Cho nên là các chế sẽ thấy là nó chưa được đẹp lắm. Nếu mà đúng size của Thảo chị thì Hoa sẽ đẹp Nguyễn cùng ơi luôn. Chị comment giúp em là MT859 cho em là măng tô nhá. Măng tô comment cho em là MT859 cho em nhá. Chứ còn chị comment áo nhàn mặc là chị không bao giờ có đơn đâu ạ. Thì vì đó, em đặt mã cho từng sản phẩm đều có mã riêng của nó. Đấy, và em để tự động máy nhận đơn nên các chị phải comment đúng mã của sản phẩm nhá. Đấy. Ví dụ như bộ vest của Thảo mặc thì các chị comment cho là BV106 cho em. Như vi 65 cân mặc vừa không em? Nếu là măng tô của nhàn mặc thì chị mặc vừa nhá. Măng tô còn em bộ mặc vest thì không vừa. Măng tô em mặc có đến 2XL. Nếu mà chế cao 60 chế nặng 65 cân, nếu mà chế gọn, form của chế gọn, không bị to phần vai phần ngực thì chế vẫn có thể mặc size XL bộ vest nhà em với điều kiện chế cao tầm 1m6 trở lên. Nhá, 60 cao 65 cân nếu mà chế cao tầm 1m61, 62 trở lên là chỉ có cơ hội mặc vừa bộ vest của nhà em nhé. Rồi, mã bộ vest là BV MT cho em nhá, Hoa Nguyễn nhá. Không phải MD đâu ạ, MT. MT cho em, MT nhá. MT là măng tô đấy ạ, măng tô đấy ạ. Rồi, các chị ơi, còn màu còn lại là màu xanh lam. Đó, em về được 3 tông màu như thế này phục vụ các chế. Các chế nhìn cái áo là các chế biết rồi là hàng may sắc nét hay đẹp hay không rồi, đúng không? Thảo đang mặc màu xanh lam nhá. Con đến gần cho mọi người xem là cái màu tông màu nó chuẩn màu hơn không. Rồi, đến gần là tương đối chuẩn màu hơn. Nhưng mà ví dụ ở nhà Trần 2 ấy là em đang thấy cái màu nó vẫn xỉn hơn màu bên ngoài. Màu bên ngoài sẽ đẹp hơn trong livestream nhá. Riêng nhà Trần 2 ạ, nhà Trần 1 nó đang đúng màu rồi nhá các chế nhá. Nhân chân 1, nhân chân 3 là đúng màu ạ. Nhân chân 2 này em đang thấy cái màu nó bị xỉn hơn ở ngoài nhá. Màu ở ngoài đẹp hơn trong livestream nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Hoa mặc size L cho em nhá, Nguyễn Hoa nhá. Mình 560kg, cao 1m6, mặc size L nhá chị Nguyễn Hoa. Rồi, MT cho em, mã nhà đang mặc thì MT. Mã Thảo đang mặc sẽ là bộ vest. Chúng ta sẽ comment là BV106. BV ạ, viết tắt của bộ vest ạ, BV. Mã nhà đang mặc là măng tô cho nên chúng ta viết tắt là MT. MT măng tô đấy ạ, mình viết tắt cho em. Nhanh tay nhá. Đủ size MLXL, các mình thật nhanh bởi vì cái này em không có nhiều. Cái này không có nhiều, có rất ít và lần trước em về là bị hết ngay lập tức không còn hàng. Lần này các mình cũng phải cố gắng nhanh tay thì mới có hàng nhá. Mã cho em là BV106 kèm màu kèm size cho em 3 màu. BV106 ạ, em có 3 màu, màu xanh lam em đang mặc nhá. Màu đen và vàng bò nữa ạ. Đấy ạ. Mỗi một áo là chúng ta được tặng theo một cái dây đai, một cái dây nụa như MT thế này. MT có đủ size từ M cho đến 2XL nha Thanh Nguyễn nhá. Đấy, chúng ta có thể mặc cách như Thảo đang mặc, chúng ta cũng có thể là buộc vào thành một cái dây lơ đối với áo sơ mi truyền thống cổ Đức chẳng hạn thế. Hoặc là chúng ta có thể không sử dụng nó và chúng ta đem cái dây này khi mà chúng ta nó là cùng màu với cái phối ở tay đấy. Chúng ta có thể làm cái dây lơ cho cái túi xách cầm tay của chúng ta. Nên là chúng ta sẽ có một cái set đồ rất là tế nhị, nhìn nó tinh tế và cái cách mix đồ nhìn nó sẽ nó làm cho con người mình nó có cái duyên sang lên và nó tinh tế hơn lên.
người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó trong cái cách mình mặc, cái cách mix đồ của mình. Mã sẽ là BV106 ba màu như thế này. Em sẽ cho Thảo mặc qua mẫu luôn nhé các sếp nhé. Chị Hoan Phạm ơi, chị có thể mặc size L và hoặc là size XL nhá. Vì đen là này, nó tùy thuộc vào người mình có gọn hay không. Vòng bò này, đen này, vòng bò này, và xanh lam. Đấy, tất cả như thế thì chúng ta chỉ cần comment là BV106 vàng này, BV106 xanh và BV106 đen kém size cho em. ML XL 375.000 nhé Dung. 375.000 so với bên ngoài là chúng ta rẻ vô cùng luôn. Nhưng mà không phải bởi vì em bán rẻ mà chúng ta chất lượng hàng của chúng ta phải lăn tăn, phải suy nghĩ gì. Khẳng định ạ, bộ vest của em cực kỳ nét, cực kỳ đẹp, cho nên các mình không phải lo lắng về chất lượng hàng. Hai nữa, chúng ta được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, độ sắc nét như thế nào khi ngay khi chúng ta cầm đến sản phẩm. Chúng ta nhìn cho em tất cả từ các đường nét may, từ cái vai, cái cổ áo, cái ve áo và cái vạt áo, chúng ta sẽ cảm nhận được hết nó đẹp hay không đẹp. Chất vải thì nó là dòng mà chúng em vẫn hay gọi là biên Nhật hoặc là biên chỉ hoặc là kaki lụa đó. Nó có độ co giãn và mềm mịn, độ đứng dáng nó có, cho nên chúng ta không phải lo về chất vải cho đến về độ sắc nét của sản phẩm. Nó có đẹp, thực sự đẹp, và nhà vẫn phục vụ được các chế giá cực kỳ tốt như thế này mới là niềm tự hào của em đây này các mình nhá. Nhanh tay cho em, mã sẽ là BV106 kèm màu kèm size cho em ba màu như thế này. Em chỉ cần Violet comment lại cho em nhá, BV106 ạ. Em do thế này thôi, các chế đã cảm nhận được cái độ sắc nét của sản phẩm rồi đúng không nào. Bây giờ thì Thảo sẽ qua mẫu cho các chị nhá. Áo dạ nhàn mặc là giá là 485.000 ạ. Nó là MT859 ạ. Đủ size cho các chị từ M cho đến 2XL. MT viết tắt là măng tô đấy ạ. Măng tô dạ nhàn mặc là 485.000. MT859 cho em nha. Bộ vest thì các chị comment cho em là BV106. Có size XL chị Mây Mây nhá. Em đủ size cho các chị ML, XL, 2XL luôn. Mã măng tô có đến 2XL. 59 cân mặc XL cho em, chị Ngô Trinh nhá. Ôi trời ơi, thế bảo hết tháng này mới bắt đầu rét. Cứ toàn bảo là hết tuần này rét, có thấy đâu. Hết tháng này mới rét mà thấy bảo năm nay đến lúc rét nó lại giống như năm 2019 ấy các chị ạ, nó rét đậm dài. Em nghe thấy bảo đấy, cha biết là em thì em không hay xem thời tiết, nhưng mà em thấy các bạn ấy chụp cái app các bạn ấy xem thời tiết nó kéo rét rất là sâu và kéo dài lắm ở cái tháng 12. Chị Hồ Thị Giang, chị đặt cái gì thì chị comment cho em cụ thể nha. Và kèm số điện thoại cho em nha. Các chị đặt theo mã của sản phẩm khi nhà em giới thiệu, từng sản phẩm đều có mã của nó. Các chị phải comment đúng mã thì máy của em nó mới nhận đơn của các chị được nhá. Thôi, em nhận có món để xả cho các chị đấy. Măng tô của vest của Beautiful. Vest này thì bản thân em nhìn thấy khách nhà em đến nhà mặc thì đẹp lắm. Mặc đẹp lắm, em nhìn khách mặc đẹp lắm. Thôi, cái đây thì còn đủ size. À không, còn đủ size, còn mỗi ML thôi. Của Beautiful đấy. Rất là eo. Và độ sắc nét thì các chị có thể nhìn thấy ngay khi mà nhận cầm cái áo là các chị đã được cảm nhận được thấy hai cái điều đó trên sản phẩm rồi. Mã vest là V là vest đấy ạ. V246. Em còn ML thôi, màu lâu này thôi, không còn nữa, hàng không còn nữa, còn có tí tẹo thôi. Giá em sẽ sell tốt cho các chị. Măng tô các chị comment cho em là MT nhá. Mã măng tô viết tắt là MT cho em ạ. Măng tô không có S đâu ạ. Tuy nhiên các chị có thể mặc được. Măng tô mình có thể mặc đấy, ví dụ như Thảo mặc lúc nãy là người Thảo là size S nhưng mà khoác áo size M vẫn đẹp đúng không ạ? V246 cho em mã nhàn mặc vest ạ. Có ML thôi các mình nhá. ML thôi. Và giá nhàn phục vụ các chế là 239k. V246 kèm size cho em một màu thôi ạ. Đúng một màu. Và nó cũng chỉ còn size ML, mã là V246 kèm size cho em. Đó các chế nhìn này. Rất là đẹp luôn. Mã là V246 cho em nhá. ML. Rồi bây giờ Thảo sẽ ra cho chị một món áo nhung.
Hôm nay em có hai món áo nhung nhá. Các mình nhìn này. Cái này chúng ta mix với chân váy dập ly, mix với quần sock. Đặc biệt như chế nào mà hay mặc sock trong mùa đông ấy, các chế hay mặc quần sock và quần sock với lại quần tất 3D các thứ thì các tế chế sẽ thấy là nó cực kỳ đẹp. MT cho em nhé Minh Lai, MT. À này mặc chân váy cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Cực kỳ tiểu thư luôn. Mặc quần chân bò cũng ok nhá. Quần bò này, chân váy dập ly này, quần sock này. Rất là nhiều thứ để chúng ta mix đồ. Quần bò, quần jean á, hay là ví dụ quần thô, quần sock các loại, sock nhung, sock da, sock dạ, sock gấm. Đúng không? Mã là áo nhung. MLXL nhá, màu đen và màu đỏ. Em có hai mã áo nhung nhá. Mã này sẽ là cộc tay hơn và mã sau sẽ là dài tay lỡ hơn và đắt tiền hơn, và nó sẽ đắt hơn ở cái này. Nó đắt hơn ở cái tab này. Chú ý cho em. Mã này chúng ta comment cho em là áo nhung. Mã sau sẽ là có mã riêng của nó và mã này là áo nhung. Nếu chúng ta muốn tham khảo mẫu thì chúng ta đợi em. Mã này thì em cung cấp cho các chế là 165.000 trên một áo. Mua được đâu áo nhung 165.000 không các mình? Đổ size nhá, MLXL màu đen màu đỏ. Em cho Thảo thử luôn màu đỏ cho các mình nhá. Màu đỏ đây ạ. À. Em đang mặc màu đen nhá các chị. Trẻ lắm. Giờ em sẽ thử ạ. À. Mỗi màu sang và trẻ phong cách khác nhau. Rồi, Thảo sẽ thử màu đen màu đỏ cho các trẻ nhá. Do xong thì chúng ta sẽ lên luôn mà mã áo nhung mà đắt tiền hơn nữa. Còn đắt tiền hơn nữa cơ. Xong thì chúng ta sẽ tiếp tục áo vest và em sẽ xả đồ cho các chế ngay bây giờ. Em có hôm nay em có bộ vest nam ấy, tí nữa bộ vest nam này, áo vest nam này có size luôn ấy, cho nên là không phải là đủ size nhưng mà nghĩa là có size to. Ý em nói là như thế chứ không đủ size. Chứ còn nếu mà đủ size thì chả có được giá sale tốt thế đâu, sẽ có giá sale tốt cực kỳ cho các chế. Mã vest nhà đang mặc là V246 kèm size cho em ML không còn size nữa. Em phục vụ các chế là 239k, mã là V246 của Beautiful, hàng của Beautiful nhé các mình nhá, cực kỳ đẹp các nhỉ. Đó, em nói rồi, đồ vest của Beautiful là các chế sẽ thấy được ngay cái độ nét của sản phẩm các chế, kể cả là em quay không mặc vào người đi chăng nữa thì các chế chỉ cần nhìn thôi các chế sẽ cảm nhận được cái độ đẹp của nó, thiết kế rất là đẹp và độ sắc nét. Rồi mã áo Thảo đang mặc sẽ là áo nhung nhé. Mình comment thế cho em chữ áo nhung. Thảo đang mặc hơi rộng đấy, nhưng mà em cũng có chưa kẹp nưng kẹp niết gì đâu. Đấy, các chế nhìn đi. Áo nhung nhé, hai màu. Em kẹp cho bạn ấy đi nung đấy cũng không kẹp. Áo màu đen cũng không kẹp. 165k áo nhung nhé các chị ơi. Xinh không các chị ơi? Xinh quá, cực kỳ tôn da. Cực kỳ tôn da nhé các chị, mùa đông Halloween à hết rồi. Giáng sinh các thứ là đẹp sinh, lắm. Sắp sửa đến Noel rồi. Mấy đứa đâu? Đẹp quá. Năm nay mấy đứa bạn em đang rủ năm nay Noel vào Đà Lạt đây. Suốt ngày rủ nhau đi chơi. Lắm. Nó có đấy. Thì có tốn đâu mà. Phải dành thời gian ra, dứt thời gian ra để mà thay đổi làm mới chính mình đi chứ đi. Suốt ngày áo nhung có tốn ạ. Đâu mà đi săn được đồ, săn được vé rẻ có tốn đâu mà. Nhanh tay các mình ơi, đẹp quá nè. 165.000 mã là áo nhung đấy, đen đỏ kèm size cho em MLXL. Thảo đang mặc size M nhưng mà tuy nhiên thì bạn Thảo vẫn hơi rộng nhá. Lúc nãy màu đen này em không kẹp lưng, là màu đỏ đấy em đang kẹp lưng cho bạn ấy đó, cho nhìn cho nó đỡ bị nhùng nhìn quá đấy. Nhưng mà đẹp lắm. Mã cho em là áo nhung kèm size, kèm màu cho em. Bây giờ thì Thảo sẽ lên cho các chế áo nhung mã đắt hơn. Xong rồi chúng ta sẽ nhàn sẽ có dơ tiếp cho các chế các cái đồ mà sale. Thực ra hôm nay em sale muộn hơn một tí. Cái gì mã mới em sẽ lên đầu livestream các mình nhá. Mã gì mới mới và nó còn sai em sẽ lên đầu livestream. Còn đồ gì nó không lẻ một tí thì là em sẽ lên ngay sau đây. Chờ em một chút xíu. Rồi đây, tiếp theo. Ủa, màu đỏ đâu rồi? Tranh thủ dơ lại váy. À em luôn, em đang mặc. Dơ lại váy hả? Ừ. Đi vào sau thì váy nào?
lên cho các chị mã vest khác, vest blazer. Ui dồi ôi, nào. Về bao nhiêu đây? Em quên mã rồi. Đợi em xíu em xem nó mã gì đó. Một mã áo nhung nữa nhá các chị, nhưng mà nó sẽ có mã khác đấy ạ. Các chị ngắm áo em mặc nhá, tay lỡ nhá, thôi xem nhá. Nó khác một chút xíu so với mã kia. Nó khác này, nó đắt hơn này. Nó đắt hơn cái điểm này này, em sẽ nói cho các chị biết này. Ôi giời ơi. Các chị ngắm cổ nhá. Đó, nó đắt hơn ở cái phần này. Nó là ngọc. Nó kết ngọc suốt. Nó kết ngọc nhá, tất cả những cái chi tiết này này nó kết bằng ngọc nhá. Đó, cho nên là nó đắt. Thì còn cái kia thì nó bằng gem thôi. Còn cái này thì nó kết bằng ngọc. Đây này các chị này. Nó lại đấy, ngọc nó nổi lên đây này. Các chị thấy không? Cho nên là nó đắt hơn. Đấy, nó đắt hơn cái điểm đó đó. Cũng hai màu đen đỏ. Và em này thì đắt hơn em kia. Mất 15k. Mã này sẽ là 80.000. 180.000, hai màu như thế này. Mã này sẽ là A101 cho em. A101 cho em. Tay lỡ nhá, chú ý cho em, cái kia là tay trên khuỷu, một cái này xuống dưới khuỷu tay. Có măng tô dáng dài nhá, Phương Thảo nhá, vừa lên xong. Cái lúc nãy á thì là cũng là tay lỡ nhưng mà tay lỡ dáng ngắn, cái này tay lỡ dài hơn. Còn nếu mà khi mà tay ra xuống đây thì sẽ gọi là tay dài. Tay lên đến phần này thì sẽ gọi là tay cộc. Còn nó đến đây, bắt đầu đến gần đến khuỷu tay thì chúng ta bắt đầu là gọi là tay lỡ. Nhưng mà cái này lỡ dáng dài, lỡ qua khuỷu tay. Còn cái lúc nãy nhằn mà bạn Thảo mặc là lỡ đến khuỷu tay, chớm đến khuỷu tay. Rồi, hai màu như thế này. Chú ý cho em là nó có sự khác biệt để chúng ta lệch nhau mất tiền đấy nhá. Lệch tiền đấy ạ, con cầm cho xin. Đây ạ, cái này bằng gen. Đó, nó bằng gen. Còn cái này thì nó cũng là gen nhưng mà nó gắn đá. Hai cái miếng này nó khác nhau. Các chị nhìn thấy không nào? Cái em này rẻ hơn. Chất vải như nhau, cùng một nhà sản xuất, chỉ khác kiểu thôi. Đính đá khác đắt kiểu hơn thôi. Cái đính đá thì nó đắt hơn. Chất vải giống nhau nhá, nó đắt hơn ở mỗi cái đoạn là cái gen đá này, này. Nó đắt hơn ở cái gen đá. Mấy tay lỡ thì tay đấy thì cũng không quan trọng lắm. Đây này các chế nhìn này, hai cái tay nó khác nhau nhá, hai cái tay nó khác nhau. Đó, thấy không ạ? À, nó dài hơn nhau khoảng độ 8 phân đấy. 8 cm đó. Mã sẽ là A101 cho em. Thảo đang mặc màu đen và Thảo sẽ xỏ cho các chị màu đỏ nhá. A101 thì là 180.000, còn áo nhung là cái mã này. Mã này thì chúng ta chỉ có 165.000 thôi. Lên mã cho em theo ý chúng ta nhé. Hôm nay em có hai cái để có hai cái áo nhung để các chế có sự lựa chọn đấy. Mã cho em là A101. Bao nhiêu? 100 bao nhiêu? Đây là áo nhung, còn A101 là Thảo đang mặc là 180.000, áo nhung thì 165.000. Đó, mã đấy. Còn áo vest của nhà đang mặc thì nhà còn đang chưa biết mã, nó là cái quái gì đấy em quên mất rồi. Đợi em xíu xem nào. Các chị vào sau thì em rơi cho chị cái mã đầm nhung nhá các chị ơi. Đầm nhung ạ. Mã của đầm nhung này của em là D119 cho em ạ. Em có hai màu nhá. Màu đỏ, màu đen và màu đỏ. Có hai màu.
và đang đủ size cho các chị đấy ạ. MLXL giá bán tặng cho các chị ngày hôm nay 219.000, 215.000 một chiếc đầm này, đầm thiết kế nhung ạ, tay dài nhé các chị ạ, rất là sang. Cái này là V9 mấy này này? D119 cho em, màu đỏ, D119 màu đen. MLXL, comment cho em nha, em qua mã luôn ạ. Cái vest nhà nông mặc là V92, giá phục vụ quá chế là 275.000, 275.000 V92 nhá, V92 đủ size đấy ạ. Dáng của Lezo V92 cho em nhá. Khi mà chúng ta mix cái lúc nãy, cái set bộ lúc nãy ấy, cái này nếu mà chúng ta muốn, chúng ta khoác cái áo này, nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái dây lơ, nếu mà chúng ta có bộ vest chúng ta sử dụng cái dây lơ đấy, chúng ta vẫn dùng được sang áo này đấy. Cái mix với cái áo này đấy các chị ạ, cái phối của nó giống nhau. Mã cho em là V92 kèm size cho em một màu thôi ạ. Cái màu này rất là sang, màu tương đối lạ, màu nó hơi khó tả màu, nhưng mà em thôi, em chỉ có một màu cho nên là chúng ta cũng không phải comment màu nữa. Chúng ta màu ở trên livestream em đang thấy tương đối chuẩn màu, không bị lệch đâu, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nếu mà ưng mã này thì chúng ta lên mã cho em là V92 kèm size cho em MLXL nhá. Thảo mặc màu đen, màu đỏ cho các chị, mã áo A101 đây này, đâu kẹp đâu. Đó, thảo mặc màu đỏ đấy. Mã là A101 cho em. A101 gồm có đỏ và đen. Đỏ và đen nhá. Đủ size MLXL, giá nhận phục vụ các chế 180.000, áo A101 chất nhung. Phần cổ phối là cái phần ren ở đây là đính ngọc nhá các chế nhá, cho nó đắt hơn áo nhung kia. Áo nhung kia thì nó là phần ren thôi chứ nó không có đính ngọc, cho nên là giá thành nó mềm hơn. Mã sẽ là A101 kèm size cho em. Màu nữa, đen và đỏ. Chúng ta nên comment cụ thể cho em, chú ý cho em cái này là tay lỡ qua khuỷu tay. Còn cái áo nhung kia thì tay lỡ trên khuỷu tay. V92 bao tiền? V92 của em là 275.000 nhá các chị nhá. Rồi áo nhung là 180.000, mã này là A101 180.000 nhá. Bây giờ em sẽ xả đồ cho các chị đây này. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream với các mình ơi. Hôm nay em không hô hào gì, các mình có cho em nút chia sẻ livestream không? Cho em nút chia sẻ livestream với nhá. Xả đồ đây, nhanh chân nhanh tay nè. Bác nào không chia sẻ là không có lượt đâu. Em này em nói thật đấy. Cái mã măng tô lúc nãy em lên ạ, số lượng rất là ít nên là các chị không chia sẻ đặt cái mã đó sẽ không có hàng đâu ạ. Chị nào mà vào sau mà chưa đặt được cái mã măng tô nhà em ấy thì các chị xem lại like nhá, nhớ là chia sẻ và xem lại like đặt. Còn thì nhân viên nhà em sẽ chốt đơn cho nha. Lên vest trắng ngắn nhà ơi. Vâng, ok ạ. Vest trắng ngắn ạ, con cơ cơ đi thay đi. Để em tính. Ui dồi ôi, tôi chết mẹ rồi, nó là V98 mà em lại bắn ra rẻ hơn nữa, chị mất 10.000 rồi. Ố thì nhận con bé. Lừng á, lừng ờ, mất bắn lỗ mất 10.000 rồi. Thế cả nhà được lãi 20.000, mất mẹ 10.000 rồi. Hỗ trợ em cái lúc chia sẻ livestream. Thôi chốt nói rồi, mai nhân viên nhà em nó tha hồ nó ca nhạc em. Hôm nay một giá mai một giá, chỉ cô nhà nó chỉ sợ khách đắt thôi, chứ suốt ngày tính thiệt vào thân. Hôm nay một giá mai một giá. Ôi giời ơi, 285.000 bán có 275.000 nhiều quá mất. Không nhớ giá mà. Không nhớ giá, không nhớ mã. Nhục lắm. V92 cho em ạ. V92 cho em nhá. Áo nhung. Ok Nguyễn Hương. Không nhớ mã, không nhớ giá bắn. Hết cả câu. V92, lúc đầu nó là V98, giá của nó 285, em đang bắn lỗ mất 10.000. Lên đơn cho em là V92 nhá, thôi hôm nay đọc thế rồi, không nói lại nữa. Đấy, đang nói chuyện thế thôi. Em đọc thế thôi, em đọc là V92 rồi, em bán 275 rồi là các chế đang được lời. Hỗ trợ em cái nút chia sẻ livestream với nhá. Mã cho em là, rồi anh cho em cái biển vào đi. Rồi.
Bây giờ là đang xả cho các chị đây. Bắt đầu nào. Anh nhìn cho em cái xe hôm trước đến bao nhiêu rồi hôm nay tiếp theo. Xe là 1. Rồi các mình ơi, úi dồi ôi, chả nào rộng như là ma. Ôi dồi ôi, là bách cho mình con XL chả nào Thảo không thể mặc nổi rồi. Nhúng ra nhúng vào. Ôi dồi, quá là bách ra cho mình nó bảo cô đem xuống đưa xuống chung là. Cái mùi mắt nó để ở sau gáy. Xả các chị ơi. Xả. Đến mùa xả. Mùa cam xả đào. Hôm nay sẽ là C nhá. Em xả lỗ mà không theo cái mã cũ nữa cho nó sẽ là C nhá. Chất là len. Len gen. Nhìn nó như gen nhưng mà nó là len. Gồm có hai màu. Cái này bác nào hôm nọ cứ bảo em cứ nhớ mãi, nhân viên bảo là chị đặt size M để gửi size L. Bắt lỗi bắt tội nhà em nói luôn là free size. Trên này nó ghi cái gì là mặc kệ nhà nó, nhưng nó không có ấy đâu. Em tư vấn cho các chị nghe để đặt nhá. Trên mã tem này các chị không cần quan tâm là nó là size gì đâu, bởi vì nó không có sự khác biệt đâu. Cho nên em nói luôn. Chú ý cho em đang bán con này là 145.000. Đó là A66 và A65 đấy. 145.000 đấy. Livestream này em bán giá khác ngược đời. Nhưng mà vấn đề là cho em cái lúc chia sẻ livestream mới chốt không là không bán. Đấy, nói ngang thế đấy. Em có màu đen và màu kem như Thảo đang mặc. Đây, comment cho em là C52 cho em nhá. Em nhận đơn cho các chế từ 40 cân cho đến 56 cân. Trên vứt không chốt được. Và chú ý cho em là free size. Đừng có bảo nhà em là gửi không đúng size. Thực ra nó có size đấy. Nhưng mà em cứ nói luôn thế là em chốt từ 40 cho đến 56 cân cho nó an toàn. Có size nhưng mà quan trọng nhất là từ nhân viên nhà em tư vấn cho các chị. Và các chị cảm thấy đừng về đừng có soi cái size trên này. Bởi nó tận 2X cơ, tận 3X cơ. 3X nhưng mà nó chỉ bằng tầm 50 mấy cân thôi. Cái L nó cơ chế mà L mà các chế đang mặc size M mà nó gửi cho các chế size L là còn bé đấy ạ. Chứ không nó phải lôi tầm con size XL hoặc 2XL nó gửi cơ. Chứ không phải là gửi size L đâu. Cái bác nào đấy, bác nào có xem like không? Bắt lạt nhà em vừa thôi. C52 ạ. Chốt cho các chị từ 40 cân đến 65 cân. Rồi. À 56 cân. Mã sẽ là C52. Và giá hôm nay thì ngược dòng thời gian. Chú ý cho em là chỉ áp dụng cho khách chia sẻ livestream, mai không chia sẻ livestream, không có đơn, em nhàn không bán. Ok chưa ạ? Đen và trắng, mã C52 nhàn cua đang bán 145.000, nhàn bán tặng. Nó là chất len gen, hàng tương đối là thời trang, rất là đẹp. Và hai lớp nhé các chị nhá. Phần này là hai lớp này, bắt đầu từ đây xuống hai lớp này. Tay thì một lớp này, tuy nhiên là vẫn ấm. Mã sẽ là C42 nhà cung cấp ạ. C52 99.000. Hai màu đen và kem, kèm size và kèm số điện thoại cho chúng ta mặc thế nào cũng được. Đặc biệt cực kỳ hợp với quần bò, cực kỳ hợp với legging. Và ví dụ như mạng này em đang tạm thời đang ở cái tình trạng là đang ở cái kiểu là dễ mặc đồ, dễ xỏ đồ thì em tiện thế thôi. Nhưng là mix với quần bò, quần thô và quần legging là cực kỳ phù hợp. Đấy là em nói luôn. Lên mã cho em là C52 đen và kem size và kèm số điện thoại cho em. Size chất không kèm size, màu thôi, kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Em nhận đơn từ 40 cân cho đến 56 cân. Nhớ chú ý cho em là về mình không chú ý size mà nghe nhân viên nhà em tư vấn là chính. Màu đen và màu kem nhá, hai màu cực kỳ đẹp cho cái áo này, rất là thời trang. Và em có cả màu nâu, đợi em một tí. C52 đen ạ, kem ạ, và lâu cho em nhá. Len gen nhá các chị ơi. Đâu. Len gen ạ. Như thế này. Thôi. Màu nâu là mã khác các chị ơi, để đen và trắng ạ. Đen và kem. Đen và kem nhá các chị.
Rồi, bây giờ Thảo sẽ mặc cho các chị cái này xong thì qua mã luôn này. 99.000 nữa. Mã là C52. Có đen, này, có mặc đen nữa. Không, cũng khác mà anh. Thôi mặc một màu thôi chứ mặc gì đe mà nhiều màu. Thảo đang đem một mã tiếp theo là mã C53, em cũng xả cho các chị 99k, tuy nhiên nó chỉ có 4 chiếc. Cả nhà nó có 4 cái. 4 cái thôi. Đợi em xíu nhá. Để Thảo lên đơn cho các chị. Áo nhà đang mặc các chị có thể lên đơn nhá. Nhà đang thích cái này. Nhà nói cái này là áo Quảng Châu. Mã là A160. A160 em có 2 màu, tuy nhiên thì nó không đủ size nữa đâu. Em về bán cho các chế rồi đấy, 180.000 áo này. Mã là A160. Nó có dây. Có dây nữa. Cái dây em để đâu rồi? Em để chỗ này. Cái này A56. Có mà cái dây áo của em đâu? Nó có dây áo đấy, em khoảng đâu mất rồi. Cái áo của Thảo sẽ là C53 nhá các chị nhá. C nhá, C là chữ cờ đấy ạ, chữ cờ đấy ạ. C53. Em có để ra đây này, lúc mới mặc này. Đây này, cái túi này này. Dặn nhá các chị ơi. Em loay hoay quảng đâu. Đây này, ở cái túi này này. Nhìn gần là như thế này ạ. Trái này này. C53. 99k các chị ơi. Có màu khác không nhỉ? Không, cái này còn có 4 cái. C53 cho em. C53 có 4 chiếc thôi các chị nha. Cực kỳ dày dặn nhá các chị. Dày, mềm. Chỉ có tay lưới lưới này tạo cảm giác. Rồi, hôm qua đi. Con để gì xem nào, con lên bố được con gì. Con sỏ. Con đi tìm một quần A56 không? Con sỏ với áo A59 thôi. Đi số 6, A59. Đi số 6. Đây đây, nó có dây như thế này. Đợi em xíu. Bây giờ em sẽ lên áo com lê cho các chị nhá. Com lê không? Ai com lê không? Ai com lê nào? Có size chứ không phải là đủ size mà nó có size to để chúng ta nếu mà. Hả? Đấy gì đưa cho con áo mà. Mỗi cái áo này nó có kèm theo cái dây như thế này, dây đẹp lắm. Chú nhà em bảo em không tìm thấy đâu, chú nhà em bảo cả cái áo nó đẹp rồi. Nó đẹp mỗi cái dây này còn đi đánh mất. Mắng em thế. Chân váy có bán không? Không. Chân này để giữ của riêng. Đấy. Mỗi một cái áo nó được kèm một cái dây như thế này. Cái dây này chúng ta không riêng gì, chúng ta sử dụng với cái áo này. Chúng ta có thể sử dụng với bất kể một sản phẩm nào. Có chế nhỉ? Đó. Các bác thích ở tình trạng nào nó lên ở tình trạng đó. Áo này là áo của Quảng Châu nhá. Em có màu đây này. Mà màu nâu thì em không có size M. Nhà đang mặc size M. Thực ra cái này thì co giãn nhiều à, mặc thế nào cũng được. Tuy nhiên thì nó SML nhưng mà chắc là nhận đơn được cho các chế từ 44 cho đến 62, 63 ký đều ok. Này, có giãn nhiều mà. Mã là A160 này, nó đều có một cái dây ở trong này nhá. A160. Màu đen và màu nâu. Đen và nâu. Chúng ta nếu mà em cái nâu thì em chỉ còn size S và size L thôi, không còn size M nữa. Thì nếu mà chúng ta nếu mà lấy nâu thì chúng ta tự du di size đi, bởi vì nhàn mặc S cũng được, nhàn mặc M cũng được mà. Nó có giãn nhiều lắm. Nếu mà chúng ta mặc với quần bò boy ấy, quần bò boy hay là quần bò thổ ấy thì chúng ta mặc buông ấy, nhà đang mặc với quần short. Chứ mặc nếu mà chúng ta mặc với quần legging hay là hả? Đây Thảo đang mặc tí nữa Thảo mặc với legging hay là mặc với bất kể một cái quần nào chúng ta đều không cần survin, trừ mỗi khi chúng ta mặc với chân váy hoặc vừa mặc với quần váy thì chúng ta mới nên survin vào, không thì nhìn nó buồn cười thế thôi. Chứ còn cái này chúng ta mặc buông thì ok lắm, mà em thì rất là thích cái nó thời trang phết đấy. Không biết nhá chị Hương Quỳnh hỏi trong Messenger nhá.
nhân viên nhà mình sẽ có điện chốt đơn cho. Nâu và đen A160 180.000 hàng Quảng Châu nhá. Em đi thử hàng cao cấp cho các chế. Mã sẽ là A160 kèm màu và kèm size cho em. 180.000 à? 180.000 A160. Ờ, Thảo lên cho các chị mã này xong thì em chuẩn bị em lên cho các chị đổ xả nên đan sen vào cho các chị gom. Mã là A59, quần là Q66. Bạn Thảo mặc rộng nhé các chị nhé. A59 trắng và A59 xanh ghi đó, cực kỳ đẹp và dễ mix. Công sở chuẩn chỉ, chúng ta mặc với cả quần công sở ok, quần legging ok, quần short ok và chân váy các loại. Chân A, chân xòe, chân dập ly, chân bút chỉ đều ok. Mã Thảo đang mặc trên người. Áo A59 em gồm có hai màu. Màu lửa. Để em băng tô like chưa vậy chú Trung? Like rồi. Còn đầu live cho em xem thôi. Like rồi chị Diệp Nguyễn nha. Chị xem lại em like ngay đầu live rồi. Chị chia sẻ giúp em. Và mai gọi điện nhanh khẩn trương thì còn. Ôi chết rồi. Vì là cái số lượng của măng tô của nhà em nó rất là ít của ngày hôm nay. Em sợ là không đủ cung cấp cho các chị đâu. Nha. Chị nào mà đặt măng tô nhà em không chủ động gọi điện trước là hết không được kiện cáo gì đâu nhá. Thảo đang mặc quần Q66 nha các chị nhá. Phần đang để đang về tiếp tục để phục vụ các chế Q66 169.000 Q66. Ở đây cái này em chả là lượt thì tôi bỏ trong túi ra đây. Màu xanh ghi nhá, xanh đá nha các chị nhá. Mã sẽ là A59. Em nhàn phục vụ các chế 145.000 một áo. Áo của HG. Giá bếp lôm che khuyết điểm cực kỳ tốt mà Thảo đang mặc hơi rộng cho nên là em kẹp lưng. Mã A59 kèm size kèm màu 59 kèm size kèm màu cho em 100. Thảo sẽ mặc màu ghi cho các chị nhìn này. Quần là Q66 à? Q66. Q66 đây các chị ạ. Em cho các chị xem cái áo này. Thảo mặc là A59 ạ. Đó, cái này thì cực kỳ ưu điểm ở cái khu vực này. Cái khu vực moi khoái, thứ này cực kỳ ưu điểm luôn. Rồi, Thảo sẽ mặc cho các chị màu xanh ghi nhá. Em nên cho các chị ít bộ vest. A59 cho em áo ạ, hai màu nhá. Giới thiệu lại bộ vest nè. BV bộ vest. BV106 cho em. BV106. 3 màu. Gì nhỉ? Đen này, vòng bò này, mặc nên mẫu rồi nhá các chị nhá. Vòng bò này, xanh lam này. Cực kỳ đẹp các chị ấy, chỉ cần nhìn qua livestream là biết nó đẹp rồi. Cái vai áo, cái áo nó phẳng túc phẳng tít như thế này, xịn sò như thế này. A59 bao tiền nhỉ? A59 145.000. BV106 em cung cấp 375.000, bao xịn, bao đẹp và bao thời trang. Rất là trend luôn, rất là hot trend luôn. Chúng ta dễ mix đồ và chúng ta sẽ làm cho mình cái cách mix đồ sẽ làm cho mình tạo cho mình cái phong cách rất là mới mẻ. Là một, hai nữa là tinh tế trong cái cách phối đồ của chúng ta đó. Mã sẽ là BV106. Màu vàng bò này, màu xanh lam này và màu đen. Mai em sẽ cho Thảo mặc lên và chụp mẫu cho các chị nhá. Chụp hình cho các chị để các chị nhìn được thấy các cái tông màu, đủ tông màu. Hôm nọ là bạn ấy là cái ảnh mẫu ấy, là đi thuê mẫu mặc ấy. Lúc đầu là bạn ấy định sử dụng, định sản xuất những cái mỗi màu đen. Thế xong bắt đầu là làm xong thì là bán hết luôn. Xong bắt đầu bạn ấy lại nảy ra cái ý định là sản xuất thêm các màu. Cuối cùng là chưa đi chụp mẫu, thế là cuối cùng là mỗi màu đen là có mẫu thôi. Chưa đi chụp mẫu đã hết hàng rồi. Để em đưa cho em và phát hết hàng luôn, chưa kịp gì. Rồi nó đi theo quần đấy nhá. BB em mặc rồi chị nhé, rất đẹp. Ok, sao băng Nguyễn, cảm ơn em. Bộ vest hả? Cảm ơn em sao băng Nguyễn.
Rồi, áo A59 thảo mặc cho các chị màu xanh ghi và em chuẩn bị lên cho các chế bộ com len. Các chế chờ em một chút xíu, nóng nút cái cúc đấy vào. Thảo đang mặc hơi rộng nhá, thảo mặc M hơi rộng nhá. Còn áo gió không nữa? Áo gió em còn đấy. Còn nhé chị Ngô Trinh. A59 ạ, à, màu xanh ghi nhé các chị. Trời, màu này đẹp lắm các chị ơi. Màu này nhìn nó nhã nhặn lịch sự. A59 kèm màu cho em trắng và xanh ghi. Xanh nhá, xanh đá đấy, khác với lần trước đấy. Lần trước là màu chì đấy, lần này là màu xanh ghi đó, nó khác nhau đấy. Về lần nào là hết lần đấy. Lần đầu là về đỏ với vàng bò. 2-3 đợt về đỏ với vàng bò vẫn cứ bị khách hỏi. Lần vừa trước đây, cách đây là em về màu ghi với màu trắng. Và lần này về màu xanh đá với màu trắng. Mã là A59 kèm size cho em và kèm màu luôn. Em phục vụ các chế là 145.000 nhá. 145.000 này. Anh kẹp cho em mấy cái quần vào đi. Ôi, tóc nhả này này, quần này. Sao lại không? Quánh trò. Rồi em xả đồ các bạn ơi. A59 ạ. A59 màu xanh ghi và màu trắng nhá các chị. 145. Đúng rồi, 145.000. Con mặc cho gì cái này, xả cho các chị, cho các chị xuống. Còn áo giữ nhiệt tâm không? Còn giữ nhiệt tâm này. Gì? Còn nhá, chị cứ đặt đi ạ. Con lên cái chị Nguyễn Hoài ơi, em cao 1m6 nặng 50 cân nhá. Đây con lên cái này để xả cho các sếp bên đây này. Cái này em sẵn này, các mình chờ em nhé. Thảo 1m6 và 50 cân. Thảo là người xe đang mặc size S nhé các bà, các sếp nhá. Thảo mặc S nhá. Rồi, em sẵn cho các bác cái áo này. Hôm nọ em like rồi nhưng mà chung nhà em không ghi mã vào sổ, nên nhân viên nhà em nó quên luôn, nó không gọi. Nó không chốt đơn cho các bác cái mã này. Cái này em còn tấn size XR thôi, có khoảng độ 6 con, 8 con gì đó. Em xả lốt cho nó gọn. Áo này thì các chế nhìn vải là các chế biết nó là dòng vải đất rồi đúng không? Nhìn thôi là biết rồi. Nhìn thôi là biết nè. Rồi. Làm sao để em có cái giọng ngọt ngào hơn nhỉ? Em xem cái bạn Lê Thương, bạn livestream, bạn nói ngọt quá mà em cứ thấy xấu hổ. Mình nói cứ đanh đảnh ấy. Giọng nành lót. Chanh chua. Khổ nỗi người không chanh chua mà giọng nó chanh chua. Em thì hiền đấy, đừng có bảo em cứ bảo em bây giờ nghe em livestream thì cứ bảo là em ghê gớm chứ em hiền lắm. Sống biết người biết ta lắm. Chứ không bắt nạt ai mà cũng không khó không quan hệ với em, không ai phải khó chịu với em bao giờ cả. Biết đâu là đúng, biết đâu là sai chứ không phải là con người mà chỉ biết bản thân đâu. Tuy nhiên thì em livestream bây giờ em giọng em nghe nó cứ đanh đảnh, nghe nó cứ gớm. Rồi. Không bán dây đâu ạ. Bán các chị mua áo thì được tặng dây nhá. Thì mua áo đi, cái áo này thời trang bỏ mẹ đi được. Cứ bán dây. Em có đâu, nó ở trong áo bây giờ, lẽ nào em lại bỏ dây ra em bán thì em có lỗi à, đúng không? Rồi. Áo này thì ghi hộ em là em làm mã tiếp là C bao nhiêu anh? C53 đúng không? C54 ạ. Mã C54 nhá. C54 em ôi bán tặng thôi. Áo khí giả ngon bổ rẻ như thế này chỉ còn mỗi size XL bán tặng các chế là 90.000. 90.000 các mình nhá. Lên đơn cho em là C54 XL kèm số điện thoại cho em. C54 các em buộc dây L từ nãy giờ chả xong. C54 XL kèm số điện thoại cho em. C54 XL còn có 6 hay là 7 con gì đó. C54 XL nhá. Anh cho cái biển C54 vào cho em nào. Đây này. Bỏ cái biển này đi, cho cái biển C54 vào đây để ra chỗ mấy cái CC lúc nãy của anh. C nào? Chả có cái nãy giờ C đâu? Các loại C đâu? Anh không có thì làm sao em biết được là anh mai em tìm rồi nhức hết mắt lên đấy. Đây này,
xe đây này, cứ ngồi đấy thì nó không quên hết đấy. Để việc của em. Sao lại việc của em? Xong là quên hết đấy. Rồi, Thảo đem cho các chị cái này đây. Xả nhá. Xả lỗ đi cho nó gọn nhà đây này. Bán không hết là em cứ tháo của đi, em gỡ được nghìn nào em biết nghìn đấy. Còn đâu em tặng khách, đúng không? Gỡ nghìn nào hay nghìn đấy. Tôi thì đáng lẽ được lãi 10.000 hay là lãi 20.000. Thế chẳng lãi 20.000 nữa thì bán hòa trả xong nữa thì bán lỗ 10.000 không xong nữa thì bán lỗ 30 trả xong, bán lỗ còn 20.000 nữa nào chị nào đấy. Còn về 20.000 nữa chẳng hạn, thế ví dụ thế. Rồi lỗ các kiểu bán làm sao cho nó hết hàng. Mã cho em là C55 SML của Sansa. Chất umi co giãn mà tốt và cực kỳ đẹp. Kiểu cách cực kỳ đẹp. C55 này đủ size SML. Giá niêm yết của sản phẩm là 750.000 của Sansa nhé các sếp nhé. Thế kia mà 750.000 là nhiều. Bán xả lỗ cho nó gọn nhà gọn cửa. Qua lại chị cho chị nhìn cái kiểu này. Này hộ em này, giá có sự khác biệt nhá. C55 giá có giữa các size là có sự khác biệt nhá. S 145.000, M 180.000, L 199.000. Giá nhập của nhà là 220. Đấy các chị trừ đi khổ em thì lỗ vài nhiều ấy. Làm bài toán nhanh cho nhà nó bán hàng kiểu này buôn ngược. Lên mã cho em. C55 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em. S 145.000, quay sau mình xem chút vào. M 180, L 199.000, lỗ chồng. Quay đằng sau. Sao không đẹp, trời ơi, áo của váy của hãng chế còn phải lần trần cái điều gì nữa. Mã C55 cho em, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Bán lỗ cho gọn nhà, gọn cửa các mình nhá. Này em dài qua gối nha các chị ơi. Cực kỳ thanh lịch, cực kỳ đẹp đấy ạ. Rất là sang. Của Sansa nha các chị nha. Hàng con, Sansa nhá. Con cũng thấy cái này đẹp mà. Rồi. Không treo dưới kìa. Mọi người không hợp mắt hay sao? Không treo gì kìa. tại vì ôm cả mã nhiều quá, bán mãi không hết. Bán này đẹp các chị ạ. Lời thì lời 20.000, cực kỳ hay. Lỗ thì 80.000 nhiều quá. Đây là C53 đây này anh ơi. Có đến size gì đây, gì có XL này. Không, SML thôi ạ. Cứ chế cứ hỏi em, ít cứ chế cứ làm khó em. Có gian nha các chị ơi. Em không biết vải gì đâu. Em mặc chuẩn S đấy các chị ạ. Chuẩn S cực kỳ luôn. Vừa thoải mái nhá. Bạn ấy đang mặc S đấy. Bạn đang mặc S đấy. Hít thở thoải mái. C ạ, C55 nhá, không phải V55 đâu ạ. C sủ. C nhá chị Võ Quỳ Hương nhá. C ạ. À. Em đang đặt các cái mã xả này là C. Mã xả là mã C đấy. C là chữ cờ đấy. Chú ý cho em nhá. Chữ cờ. Như thế này nhá các chị ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ thanh lịch luôn, nó ôm lắm, mình không lo bị hở nhá. Cổ rất là xinh, em thấy cái này đẹp. Cổ rất là hay. Nó đẹp luôn. Như thế này. Đấy. Cực kỳ kín đáo, cực kỳ đẹp. Con nghe dáng. Tiếp tục mã nữa cho các chị là cho nó gọn nhà đi cho mình, chú ý cho em. Cái này là 52 đúng không? 52 là cái trên đùi anh, 53 là cái dưới chân anh. Đẹp lắm. Mà này mặc nó sang lắm các chị ạ. Em chả hiểu các chế xem livestream các chế cảm nhận thế nào. Mà làm cho em bế cái mã này ế oan ế ức ý. Ế cây đắng ý. Bán lỗ tới 80.000 một chiếc có gì có ai làm ăn thế không. Giá thì nó ra đã ôm sale rồi. Ôi nếu mà bọn em nhập 50% giá thì con này là em nhập là gần 400.000 cơ. Em là xỉ hàng A1 mà. Xỉ hàng A1 em được nhập giá ấy là sale là 50% giá niêm yết. Thì con này tận những gần 400.000 cơ. Nhập hay rồi, nhập ọp cả mã này là nhập phát là 220.000, giờ bán 145.000 chết cha nhau. Nào, con thay mẫu là gì? Các chị ơi, cái này em lên cho các chị này. Tiếp theo C56.
Áo này thì đỏng đảnh đẹp lắm. Đẹp lắm. Áo của HG các chị nhìn cái tay này đấy, các chị nhìn không? Thì chúng ta mặc để như thế này. Ủa, cái mã này này em bỏ quên đấy, áo này đẹp lắm đấy. Áo này đẹp lắm. Em bỏ quên đấy. Bây giờ em lôi ra em xả cho các chế xuống nhé, bởi vì cái bản thân em là cái tội là hàng họ nó nhiều quá, không có sẵn vén lo lắng được. Bây giờ là hàng đang đẹp rụng rời nên bây giờ là cứ lẻ, bây giờ là chiến dịch là xả hết cho nó gọn nhà để đi hàng hãng. Thế cho nên là mới bắt đầu là miền Nam có mặc bị nóng không anh? Không không, cái đấy thì mặc dù là nó dày tay nhưng mà không, cái chất của nó là chất u mì. Đây là chế hiểu tính chất của u mì không, nó thấm hút mồ hôi rất tốt. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta thích bay lượn như thứ thì chúng ta không nên mặc váy ôm, chúng ta thích thoáng như thứ không nên mặc váy ôm. Còn nếu mà cái chế nhìn cái hộ em cái tay nhá, mỗi cái tay thế thôi, còn cái thân của nó là hai lớp. Cái mã này thì em sẽ bán tặng là C56 cho em. Bạn Thảo vừa lên C55 đúng không? Một cái áo này này, cổ như thế này, cổ khi chúng ta mặc vào nó như thế này này. Đó, nó vừa tới chân cổ như thế này. Đấy, nó như thế này. Đó, hình dung thế, thôi hình dung cho nó nhanh. Em bán tặng rồi, nó lo gì. Hàng thì hàng đẹp. Để em xem có size gì nhá. Hình như có mỗi L. Đúng rồi, có khoảng một yến. Có khoảng 10 đứa size L. Thôi bán tặng cho các chế sướng nhá. Mà nhận được cái áo này. Cái này treo lên à? Anh ghi cái biển C vào đấy. Thế thì xe vào đấy xong chúng nó mai chúng nó tự tìm mã. Đấy chúng nó đem ra. Xe mấy nhỉ? C56 à? L thôi, nhưng mà cái này thì nó là sơ mi nên là các chế L, các chế M đều mặc được nhá. M và L mà đều mặc được cái áo này thì đẹp lắm. Em cũng chả biết là mình nhập bao nhiêu, thôi em bán tặng các chế thôi nhá. Em bán tặng thôi. Tặng thôi, chứ áo thì cực kỳ đẹp. 90.000. Đáng không? Đáng cho nhà lúc chia sẻ livestream không? Áo cực kỳ đẹp. Giá 90.000, áo cực kỳ đẹp. Đấy, có bông như thế này. Vải này đắt mà. Vải này rất là đắt tiền. Mã cho em là C56 size L. Tuy nhiên thì M, L đều mặc được, bởi vì chúng ta là dòng áo này là dòng chúng ta mặc sơ vin là chính, đúng không? Thì chúng ta cứ M, L chúng ta chiến cho em, không cần phải lo. Mã là C56, em bán tặng ạ, 90k. Các chị ơi, đầm san xa. Em mặc là hơi rộng đấy. Hơi rộng một chút. Mùa này mặc hợp lý cực kỳ này các chị ơi. Cái này cũng u mì nhá các chị nhá. U mì đâu rồi? Con hơi rộng mà, để kiếm cho. Con để kẹp. Đấy, như thế này, rất là chuẩn mà. Ê, chả nào hơi rộng. Bạn Thảo bạn đang mặc phải size M cho nên là bị rộng quá chị ạ. Bạn Thảo đang mặc bị dài rộng một, bị rộng và bị hơi dài tay, mà vì tội là bạn đang xỏ size M. Mã sẽ là C nhá. Mã C nhá, cái đầm này của Sơn Sang. Mã C đi cho nó gọn nhà, 780.000. 780.000 giá niêm yết. Mã sẽ là C57. Em có SMLX. Cái này thì không xứng đáng bị sale đâu. Nó rất là đẹp, tuy nhiên thì em đang có cái chiến dịch là xả hàng, cho nên là em cũng bị con này nó bị ăn lây. nó bị theo đà. Thôi các mình cứ lên đơn thôi. Mã sẽ là C57 cho em, SMLXL. Em xả tặng các mình mã này là 199k. Bác nào không lấy được mã này thì em tiếc hộ là một. Hai nữa là nếu mà bị chậm chân chậm tay không chốt được thì đừng trách nhà. Nó có ít và đang đủ size, chú ý cho em. Màu của nó là màu vàng gừng, cực kỳ sang. Màu vàng gừng, cực kỳ sang màu. Mã cho em là C57 SMLXL. Bạn Thảo đang mặc size M cho nên là hơi rộng.
hơi rộng, em phải kẹp lưng là 1-2 nữa, tay hơi rộng, hơi dài. Mã cho em là C57 kèm size cho em, cực kỳ đẹp ở cái phần eo, chiếc eo các thứ, các chế nhìn các cái họa tiết của nó, nhìn qua livestream khó nhìn ha. Đây này, hai ni này, các chị nhìn tiếp này, ly tiếp này, chạy xuống này, nhìn cái khu vực này cực kỳ đẹp luôn nhé các chị nhá. Đấy, thiết kế của cái khu vực này cực kỳ đẹp, nên nếu mà như thế này mà lại có cái vòng này của Nhàn phối vào nữa thì thôi đấy, cái cổ kia phối với cái vòng này là ngon luôn, là xinh gái luôn, auto đẹp gái. À, bà nào mua cái áo chắc là thôi, mua cái áo em đang mặc, có khi là mua áo thì không cần mua, mà mua là mới cần mua cái dây này này. Đúng rồi. Các chị nên mua. Có khi mình... là mua lại thèm là thèm vừa cái dây ấy, chả phải là cái áo. Đeo đâu. Được nhiều đầm đấy ạ. Rồi, những cái đầm trơn, đầm body mình đeo cũng rất là xinh. Rồi, mà đấy là của cái này, áo này nhá. Mua áo mới được nhá các chị. Chị C57 chị mua rồi, mặc đẹp lắm. Đúng rồi. Cảm ơn chị My Khánh ạ. Chị gì? My Khánh. Cảm ơn chị My Khánh nhá. C57 cho em nhá, SMLXL. C57 SMLXL cho nhá. Đầm của sang sang nhá các chị nhá. Kín đáo, dài tay, cực kỳ hợp mùa này đấy ạ. Mùa này mà mặc con này thì quý phái tuyệt vời luôn. Nên mã cho em là C57 SMLXL, giá nhận sản tặng. Em toàn đầm coi gối thôi các chị ạ, yên tâm nhá. 199.000. Rồi, tiếp tục thảo lên cho các chị ấy nhá. Cái bò thổ nhá. Bò thổ thì em còn có tí tẹo thôi. Cái này thì chả biết là còn nào. Cái này ở trên tầng 4, không biết là còn thế nào. Còn cái ở tầng 3 thì kia. Con mặc với để gì chạy đi lấy cho con cái áo. Áo giữ nhiệt tạm. Con cứ đi thay. Chị nào có đặt nhu cầu đặt đầm dung thì bảo em dơ lại cho nhá. Mã đầm thảo mặc này là của Sansa. Nó là C57 cho em. SMLXL. Mình phải gọi mã mới đúng, gọi theo mã mới đúng. Thế đấy nào, em nên bộ vest sơ sơ cho các khế đây, đang đợi thảo mặc. Em mà em quên cái chương trình này đấy, để em xem nó có cái gì. S với X. Chị nhà tôi còn mã bộ vest dài không? L. Có, vừa lên xong đây. À, bộ vest dài á? Vừa lên bộ vest BV106 đây. Cả bộ nhá các trẻ nhá. Màu ghi đá. Ui dồi, bỏ đúng cái nó bị gập. Trong túi đó, trong túi đó, nó bị gập như thế này. Thôi em lấy bộ khác cho các chị nhìn. Em còn S này, một bộ L này, mấy bộ X này, bán tặng các chị này. Để khi chúng ta nhận là nó sẽ hai sản phẩm vào trong một túi và nó sẽ rời túi như này. Họ đóng hàng rất là cẩn thận. Đóng hàng rất là cẩn thận. Mã sẽ là B. Mã sẽ là C58 nhé, C58. Cái này em sẵn tặng các chế thôi. Các chế chú ý cho em nhanh chân nhanh tay cái lúc chia sẻ livestream để chúng ta chốt được mã này. Có một bộ L thì phải, mấy bộ X, mấy bộ S. Em vừa lôi trong một cái túi ra em thấy. Em bị bỏ quên. Em bị quên. C58 cho em. Váy kinh mặt thì các chị cứ đặt đi ạ. Trần Mỹ Lệ. C58 em bán tặng nhá. Cả bộ vest luôn nhá. Bộ vest màu này là màu rất là lịch sự đấy. Rất là lịch sự đấy. Màu ghi đá.
Cái xe 58 này cả bộ nhá, quần đây này, em giơ quần cho các chị nhìn. Quần cũng đẹp luôn. Có ít thôi, bán tặng rồi khỏi phải mặc mẫu. Đẹp lắm. Xe 58 SL XL, L có 1 bộ, S có 3-4 bộ, XL cũng có khoảng 5 bộ. Em bán tặng cả bộ vest này là 289.000. Trong khi đó chúng ta đang phải mua là gần 400.000, mới lại hơn 400.000 một bộ vest tại nhà Trần. Thế còn chúng ta đang mua bên ngoài thì là 500 mấy, 600 mấy, là chuyện rất là bình thường. Thế còn nếu mà mua mà em xả mơ dưới 300k một bộ vest là phải có chân co cảnh, nhanh chân nhanh tay thì mới có phần. Các mình nhá, mã sẽ là C58 chỉ có S, L và XL thôi. Và XL, màu của nó là màu ghi đá cực kỳ đẹp, cái màu của nó đẹp lắm đấy. Mã cho em là C58, cái màu này mặc bộ vest đẹp lắm đấy. Năm nay mà em không thấy có cái màu này. Màu này mặc bộ vest đẹp cực kỳ. C58 SL XL. C58 nhá, kèm size cho em. Chờ hộ em nhé. Cho cái biển C58 này, mới cho cái này. C58 này thảo lên cho các chị là áo giữ nhiệt và quần boy này. Rồi. Đó. Còn boy này là dành cho ai mông đùi to nhỏ, muốn giấu cái mông đùi nhỏ của mình cũng ok, mà muốn giấu mông đùi to trong cái quần này cũng ok luôn. Hai nữa là nhìn nó rất thời trang, nhìn nó rất là hot trend và rất là thời trang. Bạn Thảo bán mặc rất là đơn giản đúng không các chị? Nhưng mà nhìn rất là đẹp. Mã áo Thảo đang mặc sẽ là giữ nhiệt tâm cộc tay. Nhà cung cấp cho các chế là 125.000 một áo, gồm có các màu như thế này. Đen trắng, trắng em lại quên không lấy mẫu ra đây rồi. Đen trắng và màu nâu, lâu và be. Đen trắng lâu be. Em đang mặc màu nâu nha các chị. 125.000 một áo. Đó, màu đen đây. Màu Thảo đang mặc là màu nâu, màu be đây, và màu trắng. Nhưng đương nhiên rồi, chúng ta không cần phải dơ cũng biết đúng không? Em có ít là muốn hai nữa là dơ ra, dơ vào nhiều em sợ nó màu trắng nó va chạm đến cái nọ cái kia nó bẩn, nên là thôi em cứ thế này cho nó nhanh. Rồi màu be này, nó là màu da mình đây này, màu da trầm hơn một chút xíu. Màu này cũng cực kỳ dễ mặc và sang. Hai nữa màu đen, màu trắng cũng là những cái màu tông màu cực kỳ đẹp, dễ phối, dễ mix. Và chúng ta mặc trong bất kể sản phẩm gì chúng ta cũng rất là tự tin, bởi vì cái áo trong của chúng ta vừa dễ chịu này, vừa đẹp này, vừa sang màu này, màu sang này, chất rất là thích, chất rất là thích. Giữ nhiệt tâm nhất là vì khách mua rồi mua lại, mua rồi mua lại. Em hiểu là không phải riêng gì em, các chế cũng cực kỳ chuộng nó chứ không phải riêng em. Em thì rất là thích nó rồi. Đây nữa là em bán nó cũng không phải là ít nữa, bởi vì các chế nhận được hàng các chế toàn gọi quay lại mua, gọi quay lại mua thêm vài màu, đủ màu như thứ thôi. Gần như bác nào cũng mua đủ màu chắc ấy. Rồi màu lâu là Thảo đang mặc nhá, và màu nhà đang cầm trên tay là sẽ gọi là màu be, nó màu da của mình đấy, màu da của mình. Da trầm trầm một chút xíu, màu sang màu lắm. Mới màu đen và màu trắng. Con cầm cái gì? Đen và màu trắng, đúng không? Chỗ này là đá. Này, cái áo giữ nhiệt mà chúng ta nhìn nó như thế này là chúng ta hiểu. Hai nữa là nó dày. Nó dày và chất của nó co giãn xong nó lại về. Nó đàn hồi rất tốt và nó bao, nó không bay, không sủ, không vỡ vải. Không như thế này, khái là chất rất là thích. Chắc rất là thích. Mã cho em sẽ là giữ nhiệt tâm nhé. Giữ nhiệt tâm nhé. Giữ nhiệt tâm kèm màu cho em. Đó. Đen này, nâu Thảo mặc này và màu da. Quần Thảo đang mặc sẽ là Q123 quần bò thổ. Bò thổ nhé các chị nhé. Gồm có hai màu. Áo là giá bao nhiêu? Áo là 125.000 giữ nhiệt kèm màu cho em. Tranh thủ nhồi vào cho em nhé. Sao để em lấy quần bò thổ Thảo mặc là Q123. Có hai màu như thế này. Cái màu này thì hình như không còn size nhỏ ấy. Tuy nhiên tí nữa em cũng bắt cái Thảo nó xỏ vào xem sao nhá. Cái này thì có MLXL này, MLX này, màu đen.
màu đen nhá. Còn cái màu xanh than thì hình như là không còn size nhỏ nữa. Em thấy ghi toàn size L thôi, thì để em xem là bạn Thảo bạn mặc vào xem nó thế nào nhá. Mã sẽ là Q123. Cái màu cái size cho em nhận phục vụ các chế là 199.000 một quần. Đấy, quần này thì chúng ta mặc thì nó bình thường chúng ta sẽ không có eo. Nhưng mà khi mặc cái quần này vào là chúng ta nhìn nó lại là thành có eo. Mông đùi nó lở thì đương nhiên là nhìn cái eo của mình nó sẽ gọn vào, và chúng ta sẽ không cảm giác bị mỡ bụng như thứ. Sao không tua lại được nhỉ? Đang phát trực tiếp thì tua làm sao được hả chị? Lúc nào em tắt live stream thì chế mới tua được. Còn cái lúc đang live stream là sao thế tua được? Đợi lúc nào nhận tắt live stream thì chế tua nhá. Rồi, đây ạ. Q123 kèm màu cho em xanh tan và đen. Thảo đi sỏ cho gì cái này? Nào, xem nào cái gì đây? Của LT nè. Có mấy bộ của LT nè các mình ơi. Một bộ M và một bộ X nhé. Của vàng bò có một bộ M và một bộ X nhé. Của LT Fashion. LT Fashion. Mắc cũ của LT. Mắc này là mắc trước của LT này. Mắc và hiện tại họ vẫn đang sử dụng đồng song hành giữa hai mắc LT. Cái mắc này là bây giờ là đang mắc này là mắc đang chuyển giao, mắc đang chuyển giao và mắc mới của họ đây này. Đây là mắc mới. Còn mắc này là đang kiểu là hàng họ đặt cái số lượng mắc rất là lớn. Xong đến lúc bây giờ họ thay đổi mắc ấy thì họ vẫn còn đang còn mắc cũ và họ vẫn đang sử dụng tương đương hai thứ mắc. Hàng của LT Fashion nhé. Đây này các chị nhìn này. Gì đấy? Không phải máy mình kêu à? Bộ này là bộ vest ngắn thân này. Máy em kêu hả? Thôi chết rồi, em phải cắm. Máy em nghe em. Phải kiếm ấy để cắm cái sạc vào cho máy iPhone của em, không là nó dừng giữa chừng đấy. iPhone tốn. Yeah, đây này, sạc đang cắm này. Cắm vào. Không phải sạc ấy, cứ sạc của iPhone thôi. Biết iPhone là sao nào? Bộ vest này của LT Fashion. Một vòng bò em có một bộ M và một bộ XL. Giá trả tặng luôn cho các chế là 289k luôn, ok không? Mã sẽ là C50 mấy rồi anh? C59, cái này là C59 nhá. C59 một, có một bộ M và một bộ X thôi. Để em đi kiếm dây sạc và em cắm cho cái máy với anh ơi, anh hộ em nhé. C59 anh chết rồi, không sao lại không có quần như này. C59 có S này, M này. C59 có S, M và cái này là áo của chế ạ. Cái XL này là mỗi cái áo đó. S, M và XL thì không phải rồi. Cái này có mỗi áo không có quần. Cái áo này em sẽ bán giá khác nhé. Cái bộ C59 thì có S và M thôi. Bộ S và bộ M đấy. Con ra đi, con ra. Giá bao nhiêu? C59 bao nhiêu? C59 289.000. Các chế nhìn Thảo mặc size L đấy. Thảo mặc L đấy. L hay X gì đó. Để em xem mắc này. Thảo nó mặc size X. Nó là cặp chun. Này Nguyễn ơi, nhân viên hôm nay tối hôm nay không đi làm nhé em ơi. Cặp chun nên là mai nhá. Nga Nguyễn nha. Cặp chun cho nên là nó vẫn vào. C59 đang mặc XL. Đấy, nghĩa là có L và XL nhá. Có L và XL cho cái CL. À xin lỗi. Q123 L và XL cho cái màu xanh than. Còn màu đen thì có ML X. Màu xanh than thì không có size M nữa, mà bây giờ nhân viên nhà em nó lấy size L nó là cho mẫu mà. Thế kia là cái nào có cùng cái bộ này không mà vứt đấy? Không, cái này khác. Q123 nhá, Q123 xanh than lúc đấy Thảo mặc màu đen ấy, rất là vừa vặn, rất là đẹp. Bây giờ bạn Thảo bạn đang mặc phải size XL cho nên nhìn rất là bự. Mã sẽ là Q123 cho em. Quần nó túi hộp một chút xíu và có cái tab và pha màu ở đây nhìn nó rất là, nói chung là trên nghịch, dáng của nó hơi nghịch và nhìn nó boy boy một chút xíu thì nó rất là đẹp, năng động lắm. Chúng ta đi thể đi đâu chơi ấy, lên mặc kiểu như này, này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Thảo mặc cái quần này thì hơi bị rộng,
tại vì đang bạn đang sỏ size XL. Tại vì là cám trôn cho nên là vẫn mặc được. Mã cho em là Q123 kèm màu kèm size cho em đen và xanh than, có MLXL nhé. Giá em nhà bán tặng có 199.000 thôi. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho các mình. Con sỏ cho gì cái quần môi này. Mai em gọi điện lại nhé Nga Nguyễn nhá. Bây giờ không có ai chốt đơn đâu. Đây, cái áo này có một cái thôi. Bác nào lấy thì comment mã cho em là C60. C60 có một chiếc thôi. Áo C59 phần chị nhé. Có một đấy. Chiếc XL á, phần chị nào đấy? Áo à. Chị nào đấy? In rồi đấy. Ok chế nhá, em bán tặng chế cái này 199k này. Áo của hãng đấy. Có một cái thôi em bán tặng. Thảo đang mặc boy Q236 thì phải, để em xem lại mã. Q236 có đen và xanh. Đen và xanh 199 nhá. 199.000 cái áo này. Một mã quần thổ khác nha các chị. Màu xanh ạ. Xanh nhưng mà pha một chút rêu rêu bạc bạc. Tạo cảm giác bạc bạc đấy, nghịch nghịch. Như thế này. Chuẩn bò thổ đấy các chị ạ. Màu nó xanh ánh rêu. Xanh ánh rêu. Đó, bạn Thảo bạn đang đó, mặc xanh C60 mờ. Là cái gì đấy? C60 chính là cái anh vừa gặp cho chị xong. Em đọc về đấy C60 xong thì em mới nói đến cái gì của chị. Cho nên em... Màu đen ạ. Đen em chỉ còn xe to thôi. Tí nữa em sẽ bắt Thảo mặc vào người nhìn xem nó thế nào đã. Cái này thì đang còn đủ size MLXL. Mỗi size M chỉ còn... Nghĩa là các bạn SM đều mặc được. Size M còn đúng một chiếc. L còn độ 4 chiếc và XL còn độ 10 chiếc. Bỏ mã này là Q236. Đúng rồi, Q236. Cái này còn mỗi size to thôi, tí em bắt Thảo mặc và xem là nhìn nó hình dáng làm sao. Em vừa bỏ trong túi ra đấy. Nó vừa rộng, nó lại vừa có độ co giãn nữa. Cho nên là đã đời lắm, mặc con này đã đời lắm. Hôm em mặc mà bà chị cả nhé. Bao nhiêu tuổi nhỉ? Hắn ấy trên 50 rồi. Chị cả em 51 tuổi rồi. Em mặc xuống ngoại chơi. Ôi Nhân có cái quần này thế. Có không? Nhân có không? Có em bán mà. Để cho chị cái mà. Thôi đi chị. Chị mặc làm sao hợp cái này mà. Bà cả nha em. Bà chị cả nha em. Nhân để cho chị một cái. Không, chị không mặc cái này được. Không gì mà lên bả rồi còn mặc cái này. Em mắng ở trận. Bảo nhưng mà nhìn Nhân mặc hay mà. Bảo hay thì hay nhưng chị không hợp đâu. Em rồi, Thảo sẽ thử màu đen. Mã là Q236. Q236 210k các chị ơi. Xanh Thảo vừa mặc xong và Thảo sẽ mặc màu đen cho các chị nhá. Nào em lên cho các chế bộ vest nào. Tranh thủ hàng lẻ. Thảo thay đồ thì em lên cho các chế hàng lẻ. Rồi, quần đây. Xem nào. S. Rồi bán tặng các chế thôi. Úi dồi ôi. Quần sớ. Quần sớ mấy áo này. Bán tặng thôi. Nó gì của LT Fashion nhá, các chị nhá, của LT Fashion nhá. Ở đấy, Thảo mặc đây này. Thảo mặc size bự đây này. Thế này thì các chị chắc là 60 cân. Sợ là các chị mặc 60 cân còn mất mẹ cả dáng boy đi. Đó. Cái áo như thế này phối với cái quần sớ, phối với quần sớ. Cái này size S nhá các mình nhá. Đó. Các mình nhìn thấy không? Em bán tặng thôi cả bộ nhá, 220.000. Đây đây nghĩa là bán một thứ tặng một thứ đấy. Mã C61. Mã là C61. 61 cho em, C61 cho em, mỗi bộ S thôi. Bao nhiêu á? 200 bao nhiêu? 220. Có màu xanh nữa, xanh cũng S vàng bò, màu kia là màu da trầm á, cũng xanh S, màu bộ màu xanh cũng sẽ S. Mình comment cho em C61 xanh S và C61 vàng S nhá. Comment thế cho em. Đây. Đó, quần sớ như thế này. Và cái áo này sắp xỉ năm tuổi 50. Cái quan trọng là cái
cái phong quan cách trọng của mình là cái mặc phong ấy, cách của mình mặc chứ đồ. Không phải là quan trọng về tuổi, chứ không phải quan trọng tuổi đâu. Em nói thật sự là chị em thì nhìn xưa nay vẫn kiểu gái truyền thống ấy, mặc đồ nó rất là gọn. Nói thì các chị đừng cười em nhá, nói thì nghe nó dìm hàng chị, nhưng mà nhìn chị gái em là em có hai bà chị. Một bà chị thứ trên em á, thì bà ấy ăn mặc dở, phong cách lắm. Đó, dạng ấy cũng tương đối nghịch nghịch giống như nhà đấy. Em mặc nghịch lắm, trên live stream thôi, em đi chơi em mặc nghịch lắm. Em không mặc như đồ trên live stream đâu. Em không mặc đồ giống như trên live stream đâu, em mặc nghịch. Chị gái trên em á, thì bà ấy mặc kiểu như em, cũng tương đối nghịch. Còn chị gái cả của em á, thì bà ấy mặc đồ quê lắm. Các chị đừng có cười em nhá, em nói thật đấy, không biết sử dụng ngôn từ nào thì cứ sử dụng cái câu từ mà nó dễ dùng nhất. Là bà mặc đồ rất là quê, cho nên là bà ấy, nếu mà bà mà mặc sẽ không bao giờ phù hợp được với cái quần bò đấy, bởi vì cái cách mặc đồ của bà nó thành một cái lớp con người của bà ấy rồi. À, bây giờ bà tự nhiên bà phá lệ đi, bà mặc vào thì thôi khác gì hề xích lô đâu, mà không muốn nó không hợp đâu. Nghĩa là ví dụ như tính cách của mình là hay mặc cái đồ nó chen, nó nghịch nghịch một chút xíu thì chúng ta mặc vào cũng rất là đẹp. Nhưng mà ví dụ như là cái cách của mình xưa nay vẫn có hiểu là cái quần công sở, mấy quần legging thôi, mấy cái như cái áo bình thường nhất có thể thôi, thì chúng ta nó sẽ thành một cái lớp con người mình rồi. Mà bây giờ mình mặc nó ngược đi một phát là nhìn mình nó buồn cười lắm. Thôi, lên mã cho em là C61 xanh S và C61 vàng bò S. Con ơi con ra đi. 220.000 cả bộ. 54 cân không vừa S. 52 cân trở lại có thể chốt được bộ S này. Tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào chiều cao của, phụ thuộc vào cái số đo eo của các chế. Mã sẽ là C61 xanh S, C61 vàng S. Khác nha các chị ơi. Vàng nhưng mà vàng ấy nhá. Bên Thảo đang mặc size to nhá các chị nhá. Thảo mặc là Q236 nhá. Q236 này dành nè, dành cho các chế size L và size X để tí em sọ vào xem nhá. Em là người size M. Xem nó ra làm sao. Con mặc thì nó rộng đến bụng đấy. Đấy, thế dành cho các chế L và X rồi. Mã là em đang cầm là C62 đúng không? 61. C61. Thế còn Thảo đang mặc là áo giữ nhiệt tâm rồi. Q236. Q236. Anh ơi anh hộ em phát này. Cái màu này nó không phải là màu vàng hẳn đâu, nó màu hơi màu da ấy. Màu da như thiên về màu vàng ấy, cho nên quần màu nó sẽ đẹp hơn nhé. Lấy mã gì bao nhiêu tiền vậy em? Được. Quần lúc nãy là Q123, lúc nãy Thảo mặc màu nó không có theo ấy. Nó không có theo ấy, là Q123. Đấy, có hai túi hộp ở hai bên này. Thì là Q123, tí em dơ lại thôi nhá. Còn cái Thảo đang mặc bây giờ là Q236. Q236 thì 210, Q123 thì rẻ hơn, 199.000 thôi. Bây giờ em... đấy, Thảo đang mặc cái này thì nó hết size nhỏ rồi. Cái size đen nhỏ còn đen và xanh, nãy em vừa mặc. Còn L và XL nhá. Bây giờ thì xem nào. Bây giờ em sẽ rơi các chị cái quần của Q123 đây này. Mình còn rơi cho các chị này. Q123 đây các chị ơi, em vừa mặc đây ạ. Em có màu xanh với lại màu đen nhá các chị. Q123 đây. Một cái tác pha màu đây trẻ các chị ạ. Quần đây sắn lên một chút đấy. Xem này. Thế một bên là một cái tác pha màu ở cái túi hộp này này. Đây là màu xanh than. Rồi, màu đen này. Đen nó đen mài mài chứ không phải là đen bóng đâu. Nó không phải đen bóng. Cái quần này thì đen bóng này. Quần Thảo đang mặc nó đen đen hẳn, đen tuyền. Còn cái đen này nó đen hơi mài nhá. Đấy, mã sẽ là Q123 xanh này. Q123 đen này. 199.000 một quần. Đen em có đủ size. Còn xanh than thì em lại chỉ còn size to. Đấy. Còn L và X, cái này còn L và X. Cái ngược lại cái quần này thì lại ngược lại. Đen thì quần Thảo đang mặc ấy là Q236 thì đen thì lại còn size L và X, mà xanh thì lại đủ size ML XL. Xanh này là xanh hơi pha ánh rêu nhé. Đó. Rồi. Thảo sẽ qua mã nhé các chị nhá. Con mặc cho chị cái quần kia. Quần này. Xả cho các chị quần sóc dạ này. Rồi, áo vest nào mà nào chốt được thì xuống này. Hiểu chứ, em chốt cho các bác này, em muốn là tương tác với các bác thôi. Chứ em bỏ xuống nhà em là cái này là đắt hơn cả tôm tươi luôn đấy. Tại vì em đang hết size to mà.
bao nhiêu khách đến nhà chỉ để hỏi áo vest size bự thôi. Nhưng mà bây giờ là đang không, em cứ thế này là em có là em để trong một cái bao à, trong một cái túi em quên tiệt, thế là bây giờ là em phải em lên cho các chế ở trên này tương tác với các chế, chứ ở dưới nhà nhà em thì khách nhà em đang rất thèm áo vest nhà em, bởi vì áo vest nhà em nó đẹp, nó đẹp lắm, và áo com lê nhà em nó đẹp lắm, chứ nó không như nào com lê ở bình thường chúng ta ấy đâu, chúng ta phải bỏ tiền triệu mấy, 2 triệu mấy chúng ta mới mua được những cái com lê đẹp như của nhà em, chứ không phải là cái hàng chợ hay hàng bình thường ở đâu. Hàng nhà em là hàng đẳng cấp, hàng đắt tiền, chứ không phải là hàng mức chung chung mà chúng ta vẫn hay mua được ở chợ. Cái này chúng ta phải đi hãng mới mua được, chứ không bao giờ chúng ta mua được ở chợ, bởi ở chợ nó là toàn đưa hàng mức bình thường và cho các chị, mức chung và cho các chị. Còn em thì em đang xả sale được, ôm sale được của hãng, cho nên là hàng nó đẳng cấp cực kỳ, nó khác biệt nhau chỗ đấy. Chứ còn chúng ta ra chợ chúng ta cũng mua được cho chồng cho con chúng ta những cái áo vest, những cái bộ vest các thứ nó rất là bình thường, rất là vừa. Thì tuy nhiên thì vừa tiền ấy, tuy nhiên thì nó không bao giờ có được hàng đẳng cấp như của em. Hàng của em là hàng rất là đẳng cấp, các chế mọi năm mà đã là khách hàng của que em rồi, đã từng mua hàng bộ vest nhà em rồi là sẽ kiểm chứng được cái lời em nói. Và các chế ở mua ở bộ vest của nhà em ấy, vest hoàng gia, thì các chế biết rồi, em xỏ bừa một người thôi chứ nhìn em mặc áo com lê nhìn một người quá. Cái này là size XL các sếp ạ. Màu của nó là màu xanh cổ vịt đậm, nó cực kỳ đẹp. Chốt cân lặng cái này. Cái này là size XL thì em nghĩ rằng là nó tầm 68 cho đến 75 cân, tùy thuộc vào chiều cao. Chúng ta lấy nhé. Cái này là áo, mã sẽ là C đi anh. C62. À thôi, không C đâu, F đi. Các chị lên mã cho em là F10. Cái áo này em bán tặng các chế thôi nhá. 200. Có áo chị Nhàn mặc có bán 265.000. F10 265.000 XL. Chỉ có lẻ thôi. Có 265.000 em bán tặng thôi. Chứ nếu mà để em chưa bỏ xuống nhà đâu. Dưới nhà nhà em bây giờ đang không còn size nữa. Không có size nữa. Áo đang mặc có là màu lâu nha. Rồi F10 nhá. Em Nhàn bán tặng là 265.000 một cái áo com lê nhá. Áo com Nhàn mặc comment cho em là A101. Áo áo giữ nhiệt trong à? Gọi là áo gì đây? Áo em á, áo này á. Áo này là A160. 101. Cái anh làm sao đấy? A160. Áo em đang mặc là A160. A160 em có nâu và đen. Rồi các chị ơi, áo này em nhận đơn được cho các chị từ 44kg cho đến 62kg. SML nhưng mà cái này nó có giãn mạnh. Em mua mấy bộ vest rồi, đẹp, chất lượng lắm chị ạ. Thu Hương Nguyễn, cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em Thu Hương Nguyễn. Chị nào lấy thì comment cho em C F10 giống chữ E ấy, cục mất cái mốc dưới cùng ấy. Các chị nhá, em sợ các chế này không hiểu chữ F, nhiều chế không hiểu chữ F. F phải. Nào, bây giờ tính đâu ra túi. Bộ không. Bộ có. Bộ thì em hết size rồi. Bộ em chỉ còn S còn. Thế cái này có một chiếc à hay nào? Các chị ngắm quần em mặc nhá, sóc dạ đấy ạ, đẹp các chị ạ. Như thế này ạ, mùa đông là mình mặc xong rồi mình khoác áo măng tô các thứ, mặc quần tất ở trong. Nhiều chị em thấy nhiều chị em mặc như thế đấy. Em cho cái biển vào đấy, sóc dạ đấy các chị. Có hai túi đấy ạ, thì cái này cách liệu bọc nơ. Cái này dày S thôi các chị ạ, sóc dạ của San San, của sân xa luôn. Em bán tặng các chế cái sóc này bằng chất dạ nhá, của sân xa nhá. Em bán tặng luôn quần này. Bao nhiêu? 99.000 luôn. Một cái quần sóc của hãng. Không bao giờ ra chất dạ mua được cái này. Chả bao giờ. Chả bao giờ mua được. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay, chả bao giờ mua được ở đâu. Chử nhà nhà. Mã cho em là C bao nhiêu hả anh? C62. C62 nhá, C62 nhá. SML. Đây em đứng gần cho các chị nhìn nhá. Quần không lỗi lầm gì đâu nhá. Của Margot đấy, của Sansa đấy, của Margot đấy. Đây này. Bao tiền? 99.000. Giá niêm yết là 495.000, nghĩa là 500.000 cái quần này. Các chế đang mua rẻ được 400.000 một cái quần. Rẻ được 400.000 một cái quần. Mã sẽ là C62 SML. Kèm số điện thoại cho em. Đó, chỉ có một màu thôi.
Này, con lên tiếp cho dì cái cuộn kia. Cái này là số 5. Số 5 này tương đương với size tương đương với size 2X ấy. Số 5 là tương đương với size 2XL nhé các chị nhé. Bao nhiêu cân, cứ đọc cân. Nó rơi vào cân nặng khoảng là từ 70 cho đến 82 cân. Bây giờ F11 à? Mã sẽ là F11. Rồi, em cũng bán thế cho các chị thôi. 200 bao nhiêu anh? 265.000. 265.000. F11. F11. Đó. F11 nhá. Số 5 dành cho 70 cho đến 82 cân tùy thuộc vào chiều cao. F11. Đừng comment quần sóc chị Huệ Hoa Thị Nguyễn ơi, mình comment quần sóc thì làm sao? Tại vì em có đặt mã quần sóc đâu, mình phải comment là C62 kèm size cho em. C62 kèm size cho em là được. Em lên cho các chị một mã quần sóc nữa nhá. Vẫn quần sóc của Max Ngon nhá. Giá của em này là cũng 99.000. Giá niêm yết của hãng thì là 400. Đẹp quá. 475.000. Và em bán tặng các chế luôn. Đó, đơn giản. Con quay đằng sau cho các chị nhìn. Đó. Rồi. Màu vàng bò trầm. Vàng bò trầm. Rồi, mã là C63. C63. C62 chú ý cho em. Có một bên có lơ. Và C63 thì hai cái túi hai bên không có lơ và khóa kéo sau. Trơn. Đó. Mã là C63 em cung cấp tặng cho các chế. Nó là cuốn sóc dạ của hãng. Em cũng bán tặng các chế là có 100, à xin lỗi, có 99.000 thôi. Bán xả. Cho gọn nhà. Ôi đừng ai cười em nhá, đi buôn ngược đừng ai cười em nhá. Bán hàng đấy nhưng mà toàn bán lỗ đấy, không. Dạo này toàn bán lỗ đấy, không bán lấy lãi mà toàn bán lấy lỗ. Sóc dạ siêu đẹp nha các chị ơi. Mặc vest măng tô các thứ à. Các bác đừng có cười em nhé. Bán hàng chơi bán toàn bán lỗ này có nhục đời không chứ mẹ. Sau này có khách này chứ. Bán hàng nhưng còn kêu bán lỗ. Vâng ạ, à, lúc nào ông đi bán mà có lãi thì có mà đứa trẻ con nó cũng đi buôn được. Bán nó phải có lúc lỗ, lúc lãi, nó phải lúc thăng, lúc trầm. Không có màu khác đâu ạ. Hàng của Sơn Sa nhé các chị nhé. Hàng của Sơn Sa đấy ạ. Nên mã cho em là C63SML. Rồi. Em lên tiếp cho các chị. 62 đâu rồi, cho túi. 62 đây. Cái đấy, à cái này treo lên được. 62 đây các chị ạ. Treo lên để mà chúng nó may, chúng nó lấy hàng, chúng nó đi tìm hàng. Treo gì? Treo. Rồi, con thử ra về một cái nhá. Để xem là thử cái gì được. Con sỏ cho gì AD832 đi, cái 832 còn ít quá. Còn ít lắm. Quần đấy luôn, sỏ luôn. Quần đấy được không? Cái này để em xem số bao nhiêu, cái này toàn size to thôi. Em để của trong một cái túi em quên tiệt đi mất. Công nghệ Đức. Vét tông công nghệ Đức. Rồi. Số 5 luôn. Số 5 luôn nhá. Kiểu nó khác với cái kiểu kia đấy ạ. Chú ý cho em cái kiểu này. Kiểu này nhìn nó đứng hơn nhá. Nhìn nó lớn tuổi hơn cái kiểu lúc nãy. Kiểu lúc nãy nhận vừa lên ấy, kiểu nó vừa F11 đúng không? Lúc nãy F11 là kiểu nó trẻ hơn nhá. Cái này sẽ là F12, một chỉ đậm. Trong live stream nó sáng hơn, trong ở ngoài thực tế nó đậm hơn nhá. Cái bên nhà trần 2 là đang đúng màu này, nhà trần 1 là đang hơi bị nhạt màu hơn so với bên ngoài. Nhà trần 1 và nhà trần 3 đang nhạt màu hơn so với bên ngoài em đang cầm. Mã sẽ là F13. F là giống chữ E, mình mất cái số mốc. Tí bộ em lên sau nhá. Bộ gì? Bộ vest làm. Bộ vest em sẽ lên cho. Từ F13 cho em, cái này cũng dành cho từ 70 cân cho đến 70 cân cho đến 82 cân tùy thuộc vào chiều cao nhá các mình nhá. Em tư vấn rồi đấy, các mình chú ý cho em. Tương đương với chiều cao, nó tỷ lệ theo chiều cao của mình đấy ạ. Mình cao thì cái cân nặng của mình sẽ được nhiều hơn. Cái này sẽ là F13 em bán tặng các mình là 200. Con này là 280.000 nhá. Riêng con này 280.000, đợi em xíu.
F13 cho em. AD 832 của em còn một tí tẹo nữa, các mình chú ý nhanh tay nhá. Mã này mà không mua được đây có những chị mà chị Lê Hiền chị mua nhà em, chị từ trong Nam ra chị mua nhà em xong mà chị về Hà Tây à, Hà Tây Yên Cổ à, xong qua đó về đến nhà bắt đầu là gọi điện lên lấy tiếp tục nữa này. Đấy, lấy người nhà bắt đầu thấy mặc đẹp quá và xịn, chị sò đẹp quá bắt đầu là gọi điện lên lấy tiếp luôn, chuyển ship về Hà Tây, ở trong Nam ra đấy, về Hà Tây chơi, mua ghé qua nhà em chơi, xong bắt đầu là chế mua cái này, chế mua cái này xong chế về đến nhà cái bắt đầu là mọi người bảo nhờ gọi điện để chốt tiếp cho em, chốt tiếp và gửi tiếp này, cái sinh nhà em nó làm cho. Mã sẽ là AD832, cái mã này rất là trẻ. Chúng ta mặc với quần bò, quần short các kiểu cho em. Đẹp lắm. Cái dạ cũng rất là lạ màu, lạ. Cái hoa kiểu như là tiêu tiêu ấy, hình tiêu ấy. Muối tiêu. Rất là sang. Sang lắm. Đó, các chế nhìn đằng sau này eo lắm, dáng ấy. Eo lắm luôn. Còn đứng gần quá cái máy này nó không nhìn được. Ở cái máy kia thì nó nhìn được, cái máy bên này, này iPhone này nó không nhìn được. Mã cho em là AD832 ạ. Nhận phục vụ các chế là 279.000, còn ít nha các mình nhá. Em có MLX nhưng mà em nhận được đơn cho các chế S MLX. Các chế S là mặc được size M đảm bảo ạ, đẹp luôn đấy ạ. Đừng lo lắng về ấy nhá, em tư vấn chuẩn bởi vì form của nó cũng hơi nhỏ và kiểu dáng này chúng ta AD832 cho em ạ. Các chế size S vẫn cứ ok cho em nhá. Các chế size S cứ đặt đi, chủ động 279.000. Em tư vấn khẳng định là đẹp nhá, các chế size S nhá. Mã sẽ là AD832 279.000 cho em. Cái này có giống nhau không nhá? Mỗi cái một kiểu à? Cái này có giống AD nào? AD832 ạ. Áo này đẹp nhá các chị, áo này cực đẹp, cực trẻ luôn. Thật sự. Nên em mặc nó không được đập ra sao rồi em lên rồi. Không mix nhau lắm. Em có đấy, tí nữa em sẽ lên đầm ra sao lại cho các chị đợi em xíu. Còn không? Còn kịp thời gian không? Bây giờ mới có 10 giờ. Ừ, thì mới có 10 giờ thôi thì chắc sắp hết giờ rồi. Cái này là F, cái này màu xanh than. Nhân trần 2 đang đúng màu, nhân trần 1 đang bị tươi, đang bị sáng màu hơn ạ. Nhân trần 1 đang bị sáng màu hơn nhá các chị nhá. Các chị xem ở đích chính của em ấy, nhân trần thấy trong công sở không ghi chữ 1, chữ 2, chữ 3 đằng sau ấy là đích đấy là đích chính của em á. Thì là em nói này, bây giờ là đang hơn 300 view á, thì là bây giờ là cái nick đó thì là nó đã đang bị sáng màu hơn so với màu thực tế nhá. Còn nhà trần 2 là đang đúng màu nhá các chế nhá. Mã sẽ là F14 cho em, xem số mấy. F13. À F13, xin lỗi. F13 nhá. F6L nhận đơn được các chế từ 68kg cho đến 75kg. F6L màu xanh than. Màu xanh than. Nhờ nhân trần 1, nhân trần 3 là đang bị sáng màu hơn, màu bên ngoài trầm hơn nữa, đẹp hơn nhá. Nhân trần 2 đang đúng màu. Mã cho em là F13 cho em. Giá nhàn bán tặng các chế mã áo này là 265.000. Bữa bán chồng bán à? Ai biết được. 265.000 nhá. Thôi chồng em tuyên giá nào em nghe theo thế. Tưởng đang bán đồng giá thì ai biết được. Anh không nhớ cái vừa xong là 208 à? F13 là 208 à? Đây F13 đây, bên là F13 này. Trước là F12. Cái trước cái em ghi rồi kia kìa. Đâu, ghi 2655 hết. F10 rồi thì cái này là F14 anh ơi, anh trách nhiệm anh làm ăn cái kiểu gì đấy từ F10 rồi. Ok, 13 mình không ghi ở đây à? Em không quánh cho anh trận dở ấy. Ghi là 13 này. Thế bây giờ anh gọi em cái này là F13 nữa thì thành hai cái F13 mà kiểu khác nhau à? F14. Đưa đây. Làm ăn. Người ta đọc F14 này F10 đâu. Đây 12 thì có mình ghi là 12 vào đây. A 10 đây ghi 13. Đây là 12 thì ghi 13. 11, 12 đúng không? Đúng rồi. 10, 11, 12. Cái đấy 13 10, là đúng. 11, 12. Đúng rồi. Cái đấy 12 là đúng. Cái này 13 là đúng. Cái này 13 đúng rồi.
Chồng em tuyên giá 265, các chế được mua luôn 265. Thế F12. F12 là 280. Cái đấy là có nữa đây này, để em xem là nó sai gì. Hai con XL này em buộc lại cho em này. Có một có size L nữa các chị nhá. F13 có cả size L này. F13 có cả size L nhá. Xanh than ấy. Có cả size L nhá. Giờ lấy thì nhanh tay. Có size L là dành cho từ 60 từ 58 cân cho đến 67 cân nhá, 58 đến 67 cân. Vui dây là đấy à. Thảo đi tìm chưa? Đấy. Con nên cho gì à, cái đợi con mặc cho gì thế này đi. Nắm cho nó gọn. Bỏ vào đúng không? Nên cho gì này? Rồi, sai gì nữa đây? Lại XL nữa này. Cũng còn con nữa này, anh buộc vào cho em này. Số 4 này tương đương với size XL các chị ơi. Nghĩa là từ 68kg cho đến 75kg nhá. Số 4. Chị nào lấy thì ghi cho em là đây đằng sau như thế này này. Toàn là com lê thời trang đấy, không phải là com lê ngày cổ ngày xưa đâu. Com lê rất là hợp trend bây giờ đấy. Mã sẽ là F14 nhá. F14 này là màu chì. Màu chì. Con này là 280 ạ. F14 này là số 4 tương đương với size XL từ 68kg cho đến 74-75kg tùy thuộc vào chiều cao của anh xã nhà mình nhá, các mình nhá. F14 cho em giá con này là 280k. F14 màu chì đậm rất là đẹp, màu ấy lắm, màu rất là hợp lý với các anh bây giờ đấy. Màu chì đậm rất là đẹp, mặt vải của nó đẹp rồi không mo đâu. Cái nào mà nó có cái họa tiết bất thường ấy thì em cái họa tiết mà nó cần các chế mà chú ý đến thì em sẽ dơ chi tiết lại cho các chế. F14. Em lên áo gió cho các chị nhá. Áo gió nhẹ nhàng thôi nhưng mà em đang mặc XL đấy các chị. Áo gió Quảng Châu. Em không có size đâu, size XL thôi, có mỗi size XL cái này nó tương đương với mặc thoải áo gió thì mặc thoải mái ok mà. Đấy. Nó như này. Nó có trần mí ở đây này, trần mí ở chiều đây này. Và đây nữa. Sau nữa em chỉ còn màu trắng thôi, và màu trắng thôi. Cái này sẽ là xe bán tặng các chế đi. XL này dành cho các chế là SML đều mặc được, S thì hơi rộng đấy. Thảo đang là người sẽ em mặc S mà 50 cân đấy ạ. Đấy thì là em sẽ tặng các chế con này là 99k. Mã sẽ là C bao nhiêu hả anh? C đi. C64 là chỉ còn một size thôi. Nghĩa là nó còn có áo sẽ ghi là XL nha các chị, nhưng mà mình cứ mặc thoải mái đến bao nhiêu. Nghĩa là em nhận đơn được cho các chế từ tầm 47kg cho đến 55kg. 47 đến 55, 56kg nhé, 56kg. Em sẽ tặng cái con này áo Quảng Châu 99.000. Mã sẽ là C64 cho con áo gió này. Các mình nên đơn mã cho em là C64. Còn một con màu đen hay sao ấy các bác ạ? Quần Thảo mặc có bán không? Không. Còn một con màu đen. Còn một con màu đen, còn lại là còn độ 12-13 con màu trắng. Em xả lỗ C64 cho em. Hàng Quảng Châu.
C64 đen, C64 trắng kèm size, kèm số điện thoại cho em nhận hơn được cho các chị 99.000. Từ 47kg cho đến 47 cho đến 56kg tùy thuộc vào chiều cao của các chị nhé. Rồi con này là ai nấy thì ghi hộ em là C65. Con sỏ em bỏ lên ra cái gì? C65 cũng 99k luôn. Cuối cùng là chắc là chả kịp lên cho các chế được nhiều đâu, tí nữa cho Thảo nó nghỉ sớm em lên cho các chế bộ vest nhá, chờ em xíu. Ủa, cái này giống cái đầu tiên rồi hay sao ấy, giống con C mười mấy rồi hay sao anh chú ơi? F11 hay sao ạ? Để em xem là nó có cùng size không, để em cho vào đấy luôn, em không nên mã nữa. Đúng rồi, F11 này, con này F11, thế là F11 đúng được hai con. Đó, chị nào lấy thì ví dụ em là C65 99k luôn. C65 99k các chị ạ. Cái màu trắng là C64 nhá các chị. Trắng là C64, hồng là C65. Nó thực sự là nó có khác. Cái này nó có phố mic ở tay, nên có cái logo này nó khác này. Cái này nó họa tiết khác nữa này. Con C65 màu hồng xinh lắm các chị ạ. Con nên cho chị cái này con ạ. Mở xong đấy nó không chuẩn bị sẽ ép thì con mặc ép thì nó sẽ tôn được dáng hơn. Nó nốt cái gì cái này để mình. Anh ăn cái này cho bên điện C6 C4 vào đây cho em. Để em xem số mấy nữa. Số 4. Số 4 tương đương với XL. Con này màu đen đấy các chị ạ. Trong livestream em nhìn nào nó ra cái màu chì chì. Màu đen đấy. Đen như nó có độ bóng thì là nhìn nó khác với cái đen của em, một cười nhỉ. Cái này là F10 mười mấy rồi anh? 14 rồi đúng không? Cái này 15. 15. Cái này là F15 số 4. Số 4 tương đương với số size XL. Size XL thì đơn được cho các chế từ 68 đến 75kg nhé. 68 đến 75kg. Mã là F15 265k. F15 265k. Xin tên nhé các bạn ơi. Rất là đẹp. Và cái này nó em mô tả cho các chế này. Nhìn trên mặt vải, nhìn gần này, chúng ta sẽ thấy cái chìm nhé. Cái kẻ sọc nhỏ tâm, sọc tâm chìm nhá, chìm nó cùng màu với hai màu, nó không có sự khác biệt ấy, nó không nổi lên ấy, thì nó không, nghĩa là nó không có màu khác, nó cùng một màu thì nó nhìn thì nó có vẻ như là có sọc ấy, cho nên là em gọi nó là chìm. Mã cho em là F14. C65 là cái này. C65 là cái này. F14 cho F15 cho em là nhận đơn được từ 68kg cho đến 75kg tùy thuộc vào chiều cao. 265.000 nhá. 1 triệu. Vâng, em đâu biết được. Là cái này á. Cái này là F15. Thôi. Bây giờ em đọc mã. Kệ các chị. Mã là cái này là 780.000 này. Của Sun Sang.
mã là D349. D349. Lúc đi chị, lúc nãy em lên mã xe bao nhiêu đó mà màu vàng. Bây giờ màu đỏ, đỏ đô. Thảo cũng đang mặc size M tại vì nhân viên nhà, tại vì nhân viên nhà em chuẩn bị size là chuẩn bị size nhà. Nó hơi dài xíu. Em bán tặng các chế mã váy đầm này. Bao nhiêu nhỉ? ML thôi. Cái kia là có đến XL. 199.000. Đúng rồi, cùng giá rồi đấy, chuẩn giá rồi đấy. Nhưng mà Thảo đang mặc size M hơi bị rộng. Này, rộng lắm đi. Rộng lắm. Mã sẽ là D349 kèm size cho em. Có màu này và màu vàng. Vàng lại em lên rồi, bây giờ hàng nó đây ở phương trời Lào rồi em chẳng biết. F15 đấy là bao nhiêu nhỉ? F15 vẫn thế thôi, 265. Thế hết rồi đấy, thế là nó off rồi đấy. Lúc nãy nhớ ra bỏ đi tìm một sạc xong cuối cùng là thôi, cái máy đấy là nó off rồi đấy. Chưa xem nó off. Nó báo thế là nó off luôn, không phải về xem nữa, nó off rồi. Thế là nó có lên được comment nào nữa không? Nó đang quay kìa. Máy này đi xem máy này. Hết rồi đó. Thôi chắc là nó off rồi. Các bác có xem được nữa không? Comment cho em phát nhỉ. Ai xem được nữa bảo em nhé. Em đang không biết là máy của em nó off chưa, bởi vì nó báo yếu pin. Cái iPhone, thằng iPhone nó báo yếu pin là nó sẽ off luôn máy của em, nó out luôn cái livestream. Nếu mà xem được thì bảo em để em lên tiếp mẫu cho, còn nếu không xem được thì em xin ngang. Em xin tắt livestream. Được ít chấm chấm chấm. Nhưng mà Đỗ Quốc chấm chấm xem bình. À, dẫn phân xem được à? Đứng như kiểu mà sạc mà sạc vào đứng cười. Thôi, rồi chuẩn bị nó lại báo họp phát nữa đây này. Để em đi lấy cái sạc em cắm vào. Em cảm ơn các chị nhá, em nhìn thấy các chị rồi đấy ạ. Các chị comment đầm em đang mặc nhá. 199k các chị ạ. D bao nhiêu nhỉ chú? D349 ạ. Sang nhá các chị ơi, sang xíu. Xem M đấy ạ, em mặc hơi rộng chút chút. Nhưng các chị không biết đằng sau livestream là những cái gì diễn ra. Hôm nay lại còn tỉnh táo để còn hỏi thăm các chế thế chứ không. Nhiều khi là tay mẹ đồ chứ. Thế này vẫn khách vẫn xem được thì đến nhục. Đợi em xíu em cắm cái sạc. Rồi, D349 xe vàng và đỏ. Bây giờ thì lúc nãy lên màu vàng rồi, giờ em chẳng biết màu vàng để phương trời nào nữa, thôi nhá, hỏi lên. Bây giờ là có màu vàng thì em có đến XL, đỏ thì em chỉ có đến L thôi, SML. Vàng thì có SMLX. Xả cho nó qua mẫu, 199.000 cho nó gọn nhà. Các mình lên đơn nhanh tay cho em là D349 kèm màu kèm size. Rồi, em lên tiếp cho các chế áo này nhá. Giá xả nhá. Này em đang mẫu có khi các chế xem nhau. Để em xem có size gì. Có mặc cái gì cái D123 đi. Nốt cái mã đấy rồi nghỉ. Ờ. Đây này, đây này này. Hàng đỉnh của Chóp, hàng Quảng Châu. Size đâu? Size ở đây ha. XL này nó tương đương với M được đấy các chế. Em sỏ tạm vào xem là em có bị rộng không. Nếu rộng thì em sẽ căn để em chốt cho các chế. Vừa mất rồi. Coi như là vừa rồi. Đó. Cái cổ này nếu mà mình không mặc áo trong ấy thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ cảm nhận được nó tốt hơn. Cái này thì em nhận đơn được cho các chế từ tầm 52 cân. Để em xem nó có size gì. 52 cân trở lên nhá. Này cái tay nó như thế này này các mình này. Tay như thế nhá. Đó.
cái chất vào này thì rất là thích rồi, chất này đã lắm. Áo hàng Quảng Châu sale tặng các mình nhé, mã này em nhập trăm mấy đấy, hàng Quảng Châu nhé. Có để em xem có size gì. XL, 2XL. Đây. Có XL và 2XL các chị ạ. À. Nhận đơn cho các chế từ tầm 52 cân cho đến 65 cân. 52 đến 65 cân. Cái này có giãn nhiều. Cho em bán tặng các chế cái áo này. Là 85k. Mã cho em là C6 mươi mấy chẳng biết. 66. C66 cho em. C66 nhá. Kèm size cho em M, từ 52 cân cho đến, các chế kèm cân nặng ấy thì tốt hơn. 52 cân đi cho đến 65 cân. 52 đến 65 cân. Mã là C66. 85k. Xả lỗ. Hàng xịn nhá, không phải hàng Việt Nam đâu, hàng xịn đó, hàng Quảng Châu á. Nó rất là xịn, cho nên chúng ta phải cái biết là chúng ta mua được cái giá 80 mấy nghìn này là giá, cái này em bán lỗ rất là lỗ, cho nó gọn mã thôi, chứ không phải là đâu hàng xịn mà chúng ta đang mua được cái giá gọi là rẻ bèo, rẻ như chị Tuyến bảo khác gì là đấy. Tuyến em bán đây, Tuyến ngồi đằng sau livestream Tuyến bảo khác gì nhà đi cho. Rồi, thảo lên cho các chị mã đầm này. Đêm 123 bán sale nhá. Còn ít đủ size, còn ít nhưng đủ size. MLXL giá bán tặng cho gọn nhà 199k. Lên mã cho em D123 đen và xanh. Xanh thì em không đủ size nữa, xanh em còn em còn L và X, không còn bờ. C66 85.000. Đầm này mặc siêu lịch sự nha các chị. Em thấy em gặp có chị ở ngoài mặc rồi đẹp lắm, mặc đẹp hơn em. Trong livestream này thôi. Chứ ngoài ra là em không bán cái giá này đâu. Trong cái livestream này thôi. Mai mốt em đăng bài đó lại vẫn cứ trên 200.000 đó. Chị nào chốt được thì nhanh tay ở chốt trong livestream này, chúng ta có giá tốt. Màu xanh lam thì em còn size L và size X, màu đen thì em còn đủ size S MLXL. Đủ size MLXL. Thảo đang mặc hơi rộng nhá các chị nhá. Mã sẽ là D123 kèm màu kèm size cho em. Nó là đầm liền, nhiều chế em đăng bài liền hay rời cả set à rồi liền nha các chị, may liền. Nó là may liền đấy, may liền. Nó là một. Nó là một cái đầm đấy ạ. Mã cho em là D123 kèm màu kèm size cho em. Xanh em còn L và XL, đen em còn đủ size MLX, nhanh tay nhá. Cực kỳ lịch sự và trẻ. Trẻ lắm các chị ạ. Mặc mùa này cũng cực kỳ hợp luôn. D123 cho em ạ. Nhanh tay, D123 kèm size, kèm màu cho em. Chỉ có trong livestream này chúng ta có giá tốt thôi. Cái đầm này thì em tái mẫu hàng năm luôn. Năm nào đến thu đông cũng có mẫu này, cho nên là các chế sẽ không lạ gì đâu. Nó là cái mẫu đầm mà bán mãi không chán đấy. Hàng lúc nào cũng bị hỏi đấy. Mã cho em là D123, đây là nó bị ăn theo cái livestream bởi vì em đang xả hàng thôi, em bán tặng các chế cho nó gọn thôi. Tặng cho nó có giá tốt cho các chế trong cái livestream này thôi. Còn hôm khác thì nó vẫn cứ về giá của nó là trên 200.000. Các mình nên đơn cho em là D123 kèm màu kèm size cho em 199k nhá. Xanh thì chỉ còn L và X ạ, đen thì còn đủ size. Đằng sau không có gì đâu ạ. MLX, đằng sau có cái kẹp lưng của Thảo. Đằng sau không có gì đâu các chị ạ. Vì là Thảo size S nhưng mà mặc không có size S mà đây chỉ có size M thôi. Thảo chỉ có size M thôi. Thảo là người size S mà em đang không có size S, em đang bắt Thảo mặc size M cho nên nó chưa tôn được cái dáng. Tuy nhiên nếu mà nó vào được cái dáng thì cái phần eo, phần đùi thứ như này nó sẽ rất là đẹp. Các chế hiểu không? Nhưng mà không này, kể cả là cái vai của Thảo cũng bị rộng, các chế hiểu không? Tuy nhiên thì nó không có size thì người ta bảo không có chó bắt mèo ăn. Thì vẫn cứ phải mặc cố vào thôi. Mặc cố em kẹp cái lưng cho nó tạm vừa cái phần lưng thôi. Chứ còn thực tế thì nếu mà đúng size của nó thì cực kỳ đẹp. Đây này. Ôm, nó ôm hết. Nó ôm trên. Hết trên vai với thứ nó đều phù hợp vào. Nhìn nó rất là lịch sự. Cái váy này thì nó vừa lịch sự vừa trẻ. Nhìn nó lịch sự lắm. Tại vì nó có cái sơ mi này các chị ạ.
mà nó vẫn trẻ là bởi vì có cái váy, váy kiểu dáng yếm đấy ạ. Rồi má đầm là đem 1, 2, 3 cái màu cái size cho em. Thôi Thảo ơi, con thay đồ để về nghỉ, không phải thôi, không phải lên mẫu nữa. À, ơi à, bác nào hỏi bộ vest thì em nên cho các mình bộ vest nam. À, đây áo gió, đây áo gió nam để các mình kèm cho kèm mua cho chồng cho con nhé. Mai bị sớm đấy. Sớm ha. Ừ. Rồi, đấy chồng em đang đòi nghỉ rồi. Các chị comment cho em gió nam, gió nam. À, tôi chết rồi, không biết là màu này có không hay là màu khác đây. Ok đó đi, em chả biết là có size gì đến size gì đâu, các chị cứ chốt đi, xong rồi là nhờ có size nhân viên thì em sẽ tìm size cho các chị. Áo gió của nam nhá, áo gió này, mặt trong là nót đấy, nó nót như này, em không biết nó là cái chất gì. Hàng hai lớp hàng của, xem nào em xem nào, hàng Quảng Châu đấy các chị ạ. Giá em bán xả tặng các chế là 129.000 một cái áo gió nam. Mã cho em là gió nam thôi, kèm size cho em, em sai cho em thân sau nó như này. Đấy, thân trước như này. Gió nam nhé, gió nam nhé. 129.000. Rồi, đến đâu để xử lý. Rồi, em lên cho các chị cái này nữa để em lên cho mình bộ vest nữa để em nghỉ thôi. Nói chung nhé, em cũng đang kêu phải nghỉ sớm ấy. Ai lấy áo vest siêu đẹp này thì nhanh tay nhé, còn có xe S thôi, còn có một đứa ấy. Đây là nhân viên nhà em chốt mà để quên mã này ở bên bên cái móc ngoài kia không biết, chứ còn thì hàng thì hết lâu rồi. Mã cho em là ai lấy thì comment cho em là C67. C67 em xả tặng các chế là 180.000 C67 S nhá, chỉ có mỗi S thôi, C67S nhá. Đó, còn mỗi size S thôi. Đẹp thì các chúng ta nhìn thấy rồi, nó cực kỳ đẹp rồi. Chứ điều nó còn mỗi con size S thôi, nhìn nó biết là nó rất là đẹp rồi, may rất là nét. Anh cho vào cái túi cho em C67S cho em 180.000. Cái áo vest cực kỳ đẹp. 180. Em lên cho mình một bộ lam như vậy cho anh. Em này thì đỉnh lắm. Nay em mới soạn ra là còn sót được 4 bộ size M hay là 4 bộ size M. Còn lại là còn toàn size S. Cái này thì em bán S thì em bán cho các chế bán lỗ rất là nhiều. Em bán S thì em bán cho các chế là có 380.000 thôi. Nhưng mà M thì giá lại ngược dòng thời gian đấy. M bình thường là em bán 500.000 một bộ. 500.000 một bộ. Thế bây giờ em sale lỗ cho chế M là 430.000. Như S thì có 380.000 thôi. Nhanh tay nhá, lên mã cho em là F5. Cái này thì siêu đẹp. M là 430.000. Siêu đẹp luôn. M 430.000. S là 380.000 cả bộ. Cái này thì không thể nào có ai có thể chê được, từ đàn ông cho đến đàn bà, bất kể người nào sờ đến nó cũng đều phải thích nó, có điều nó hết sai. Nó thích cực kỳ luôn về vải của nó, về màu sắc của nó và độ may của nó cực kỳ đẹp. Đây là em dơ quần màu xanh than đậm, nó gần như màu đen. Xanh than đậm nhá, nhà đang mặc màu đen, áo của nhà màu đen này các chế nhìn này. Đây là quần này. Đấy, trong túi em bỏ ra đấy, hàng đẹp lắm. Các chế nhìn được thấy cái vân vân nhỏ F16 đúng không? F16 cho em. Đây là bộ vest ạ, đây là bộ vest ạ. 380.000 một bộ size S và 430.000 một bộ size M. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Từ màu sắc
cho đến chất vải, cho đến mật vải, cho đến đường kim mũi chỉ, không ai có thể chê được cái bộ này. Quan trọng là mình có vừa hay không thôi, có người nhà mình có vừa hay không thôi. Chứ còn thì cái bộ này thì Thanh các ông già là không nên mua cho các ông già nhá, bởi vì dáng của nó rất là trẻ, dáng của nó trẻ nên là chỉ chốt tầm 50 tuổi trở lại. Trên 50 tuổi thì các ông thích mặc thụng rồi, thì cái này nó không phải là thụng đâu. Cái này dáng của nó đẹp lắm, dáng của nó chen lắm. Đừng có mua cho các ông già nhá các trẻ nhá, mua cho bọn mới lớn thì được. Mới lớn cho đến bọn học cấp 3 rồi bọn nó phải đi thuyết trình cái nọ cái kia, chúng nó phải mặc vest ấy. Hay là kể cả đi đi các cái kiểu như là đi sale ấy, đi làm sale ấy. Đấy, chúng nó hay phải mặc vest các thứ, là chúng nó cũng hay phải sử dụng vest các thứ. Thì cái bộ vest này là dáng trẻ 50 tuổi trở lại nhá, trên 50 tuổi mình không lấy nhá. Nó là F16. F16 em vừa bỏ trong túi ra cho nên là cái áo chị Nhàn mặc là 180.000. Cái ve áo gì nó chưa được muột là vì tụi em vừa bỏ trong túi ra đấy. Hàng thì em khẳng định các chế là rất đẹp. Màu xanh than đậm. Xanh than đậm rất đẹp, em tin là không một bác nào có thể chê được nó. Cái họa tiết ở trên mặt vải nó đã cũng rất đẹp rồi. Chất vải cũng rất đẹp rồi, và hai nữa là may cực kỳ đẹp. Rồi. Em xin off chương trình hôm nay ở đây. Thực ra thì mẫu mã thì em chúng mình còn rất là nhiều mẫu mã, nhưng mà hôm nay thì thời gian M thì 57 kg trở lại, S thì 51 kg trở lại, 52 kg trở lại, tùy thuộc vào chiều cao và tùy thuộc vào lứa tuổi. Nếu như chốt cho các bạn trẻ thì có thể là lên đến 53, 54 cân vẫn mặc được S. Các bạn trẻ mới lớn để mà mặc đi sale, đi thuyết trình như thứ đấy. Hay là lễ nọ lễ kia để tốt nghiệp tốt nhất thứ, các bạn với em mặc vest cái thứ mà. Cái này vest đẹp lắm đấy. Em này em cứ khen từ đầu đến giờ là các trẻ phải biết rồi đó. Tính nhà mà nhà rất là thật, cho nên là đến lúc mà nhà mà cứ nhấn mạnh thế là các trẻ phải hiểu là nó rất là đẹp. Rồi, mã sẽ là F16 cho em. Có S và M. M 57 kg trở lại, F 52 kg trở lại, tùy thuộc vào chiều cao và tùy thuộc vào lứa tuổi. Nếu mà các bạn trẻ thậm chí size M có thể là 58, 59 cân vẫn có thể mặc được, như vấn đề là trẻ. Hoặc là các anh xã mà nhìn nó không body của các anh xã nhà mình mà vẫn còn trẻ, mà body nhìn nó rất là ổn, nó không bị mỡ, không bị nùn, người không bị thấp ấy, thì chúng ta vẫn cứ dễ mặc, hiểu chưa? Đấy, đại khái nó là như vậy. Một D123 là 199.000 nha. 199.000 chỉ chốt ở trong livestream này được thôi. Còn livestream khác thì sẽ có giá khác, và sau livestream cũng không có giá đấy. Giá là của D123. Chia sẻ. Giá đấy là giá áp dụng chia sẻ livestream. Quá. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, tại vì thế em mới xả chứ. Em bán hết rồi. Chứ còn cái này nó là 2 triệu mấy mà, chỉ 2.4 triệu một bộ mà. Bộ vest của Hoàng Giang. Không có size to hơn Phạm Thị Lan có, thì chúng ta chỉ có áo vest lúc nãy nhà like được ít thế thôi. Còn bộ thì em không có đâu, bởi vì bộ là em bán hết rồi. Em bán hết size to rồi, còn size nhỏ là em phải bán lỗ đấy. Các chế này đâu ra được có bộ vest nam có hơn 300.000 đâu. Thì bán lỗ cho nó xong thôi, chứ được lời là lời cho các bác đấy, nam cũng thế, lữ cũng vậy, size S, size nhỏ những thứ là em hay ế, là em phải bán lỗ thì cho xong. Em cái đang mặc là em bán áo, chứ quần này không phải em bán, quần này thì em mua, em quần của em, quần của em. Còn áo này thì em bán mùa A160 SML 180.000, nó gồm cả cái áo này và cả cái dây này nhé, dây này để đi theo áo đấy. 60 kg hơi lùn mặc được M không? Di Lương ơi, tốt nhất nếu mà bạn muốn lấy mà cảm thấy ấy thì bạn lại bị đơ rồi, cắm sạc rồi cũng chả được ấy. Thì tốt nhất là đo cái cặp quần của chồng mình nhá. Các chế lấy cái cặp quần của chồng mình đào kéo khóa lại và gập đôi cái cặp quần lại, mình đo xong mình sẽ báo với nhân viên nhà em số đo eo của chồng bao nhiêu, hay là của con bao nhiêu đấy, để nhân viên nhà em sẽ đo cho các chế. Nó ra cái cặp quần nó sẽ ra được cả bộ vest nhá. Các
các chị nhá, nếu mà size M ấy, trong cái khả năng mà mình nghi ngờ ngờ mình có thể mặc được ấy, ví dụ đồ của chồng mình vẫn xưa nay vẫn hay mặc size M chẳng hạn, thì mình cứ tự tin mà chốt thôi, hàng này hàng chuẩn size mà. Còn nếu mà ví dụ như là chị Liên Vũ ơi, em đang mặc cô Liên Vũ ơi, cháu đang mặc không có size XL, em cháu chỉ có đến size L thôi, tuy nhiên thì nó co giãn rất tốt và dễ mặc nhá. Nếu mà chị cô chốt thì cô phải comment là A160 size L, chứ đừng chốt size X. Và cái này cháu đang có cả màu nâu nữa, màu nâu cũng nhìn nó cũng tây lắm. Lục Thị Thịnh ơi, chị chốt là A160 cho em, chứ đừng chốt dây và áo. Chốt là A160 cho em thì nó mới lên được mã, bởi vì nhà em còn đương nhiên các chị mua áo là được tặng dây rồi, cứ mua áo là được tặng theo dây. Cái áo này nó có kèm dây mà nhá. Nhiều chế muốn hỏi mua cái dây đấy, nhưng mà lẽ nào mà em bỏ dây ra thì em có lỗi với người mua áo, nên là thôi bắt buộc phải để kèm đơn, nó là được tặng. Rồi bộ vest thì chị nào trong cái chồng con nhà mình đang mặc size S hay đang mặc size M cứ tự tin chốt. Còn nếu mà mình nghi ngờ ngờ, mình không biết là đang mặc chồng con mình mặc size gì, mình nghi ngờ ngờ trong cái khoảng cân nặng đấy, thì mình cứ đo cái eo của quần cho nhân viên nhà em, báo nhân viên nhà em đo cho các chế, và nếu mà vừa thì là tuyệt vời nhất, bởi vì em bán rất là rẻ và hàng rất là đẹp. Em xin off nhá, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye các chế.